Giang Giật còn sống, hắn tại một khắc cuối cùng nghĩ thông suốt một vấn đề kỳ thật hắn là cố ý bị gốc cây kéo vào được, giống như không kéo vào đến bị Linh Phi Tiên vận dụng Linh Tiên yêu huyết, đó mới là một con đường chết. Hắn nghĩ thông suốt vì sao những này gốc cây như thế cứng cỏi, vì sao ngay cả hỏa chi nguyên đều rất khó thiêu hủy. Còn có một vấn đề trên phù điều rõ ràng điều khắc chính là yêu thụ, vì sao công kích lại là gốc cây? Gốc cây bên trên hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì cấm chế hỏa khắc mộc, đây là tiểu hài tử đều hiểu đạo lý, đã như vậy vì sao những này gốc cây có thể chống cự hỏa chi nguyên đốt cháy cái kia chỉ có một lời giải thích những này gốc cây là một vật chế tạo ra. Mộc chi nguyên, vì sao trên phù điêu điêu khắc chính là yêu thụ công kích lại là gốc cây điều này nói rõ nơi này một cùng yêu thụ khác biệt. Hoặc là nói so yêu thụ càng cường đại, có thể gánh vác hỏa chi nguyên chỉ có cùng cấp bậc tồn tại, kia chỉ có mộc chi nguyên. Lại liên tưởng đến tầng thứ tư vô tận yêu thụ, còn có tu la trên núi đếm không hết yêu thụ. Giang giật một khắc này nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không chắc biết trong cửa lớn tự ẩn chứa một đoàn mộc chi nguyên. Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn phi thường chính xác, hắn bị kéo vào một cái đen nhánh vô cùng không gian bên trong. Cái này trong không gian không có cái gì, chỉ có vô tận gốc cây, giang giật bị gốc cây bao quanh trói buộc hướng trung tâm nhất một đoàn lóng lánh nhàn nhạt, nhạt lục quang khối không khí tới gần. Khí này đoàn bên trong truyền đến nồng đậm một thuộc tính khí thức, còn có vô hạn sinh cơ, sinh mệnh khí thức đây chính là Mộc Chi Nguyên không lầm. Nhìn thấy cái này đoàn Mộc Chi Nguyên, Giang Giật không chỉ có không có nửa điểm e ngại, ngược lại nội tâm khoái ý vô cùng. Bởi vì hắn tại tầng thứ tư dưới núi tìm hiểu hai ngày thời gian, trước đó lại thôi diễn rất dài một đoàn thời gian, lôi sinh một áo nghĩa hắn sẽ đại thành. Tê tê, bất quá giờ phút này bị gốc cây ghim chặt toàn thân, Giang Giật vẫn là vô cùng khó chịu, hắn nếu không phải vận dụng huyền hoàng chi lực ngạnh kháng, giờ phút này sợ là bị tươi sống ghim chết. Hưu, đột nhiên, kia một đoàn lục sắc khối không khí bên trong bắn ra một cái thất thải gốc cây. Cái này thất thải gốc cây những nơi đi qua, còn lại gốc cây nhao nhao nhường đường, thất thải gốc cây nhanh chóng tới gần giang giật, thoáng cái đem giang giật cho quấn thành thịt bánh trưng. Móa, dựa vào, dựa vào, cái này gốc cây thế mà đang hấp thu tính mạng của ta chi lực. Giang giật linh hồn đại chấn, cái này một chi nguyên bên trong bắn ra gốc cây cư nhiên như thế bá đạo hắn không dám ngồi chờ chết chỉ có thể phóng thích không nhiều hỏa chi nguyên ý đồ thiêu hủy cái này thất thải gốc cây. Nhưng mà, để Giang giật khiếp sợ sự tình phát sinh, hỏa chi nguyên xuất hiện gốc cây bên trên mặc dù chậm rãi bốc lên khói xanh, nhưng lại căn bản không có bị thiêu hủy. Xem ra còn lại hỏa chi nguyên đều tiêu hao hết, cái này thất thải gốc cây cũng không có khả năng bị thiêu hủy. Ngẫm lại Giang giật cũng liền bình thường trở lại, mộc chi nguyên cùng hỏa chi nguyên là ngang cấp thiên địa chi nguyên, hỏa chi nguyên lại bá đạo, lại thế nào có thể nhẹ nhõm liền đem cái này thất thải gốc cây cho thiêu hủy nữa nha. Tu luyện, như thế thời khắc, Giang giật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quên hết mọi thứ, quên nguy hiểm chí mạng, quên chính mình ngay tại sói mòn sinh mệnh lực, toàn tâm toàn lực đi lĩnh hội lôi sinh mộc áo nghĩa. Hắn duy nhất đường sống, liền là tại sinh mệnh chi lực triệt để sói mòn trước, tại hắn trước khi chết cảm mộ lôi sinh mộc áo nghĩa, dạng này mới có thể hấp thu một chi nguyên sống sót. Trời sinh hợp nhất, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, triệt để không đi quản thân thể. Hắn hồn nhiên vong ngã, quên đi hết thảy, toàn tâm toàn lực lĩnh hội lôi sinh một áo nghĩa. Một nén nhang sau, Giang giật tóc toàn bộ biến thành hoa dâm, mặc dù nhục thể của hắn cường đại, sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng bị thất thải gốc cây liên tục không ngừng hấp thụ, vẫn là rõ ràng có thể nhìn thấy sinh mệnh lực sói mòn, dần dần trở nên già nua. Ba nén hương sau, Giang giật lông mày đều trắng, toàn thân làn ra lúc đầu quang hoa có co giãn, giờ phút này lại như lão đầu khắp nơi đều là nếp uốn, đều là hắc hạt điểm lấm tấm, trên thân xuất hiện tuổi xế chiều chi khí. Giống như giờ phút này có người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối không dám tin tưởng đây chính là Giang Giật. Trước kia cử chỉ nhanh nhẹn Mỹ thiếu niên, giờ phút này lại trở thành một cái tuổi xế chiều lão giả, biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Sáu nén nhang, Giang Giật toàn thân trở nên gầy như que củi, trên cánh tay, trên mặt đều là rủ xuống vỏ khô, trên thân đều là tử khí, tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Mười nén nhang sau, Giang Giật trên thân đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, nếu có ngoại nhân tới gần, sẽ chỉ cho rằng đây là một cỗ cán thi, một cỗ chết đi ngàn năm cán thi. 12 nén nhang về sau, đột nhiên xảy ra dị biến, thất thải gốc cây bên trong quang mang lóe lên, gốc cây bên trong sinh mệnh chi lực thế mà bắt đầu nghịch chuyển. Thất thải gốc cây không chỉ có không cách nào hấp thu giang giật trong thân thể sinh mệnh chi lực, ngược lại bị giang giật bắt đầu phản hấp thu sinh mệnh chi lực. Giang giật kia như cán thi thân thể, cũng tại lúc này nổi lên nhàn nhạt lục quang, một cỗ sinh mệnh khí tức tại trong thân thể của hắn lan tràn ra, tựa như một viên chết héo lão thụ mọc ra một viên mầm non. Sinh mệnh chi mầm, thất thải gốc cây bên trong sinh mệnh chi lực nhanh chóng bị giang giật hấp thu, giang giật trong thân thể sinh mệnh khí thức càng ngày càng tràn đầy, da của hắn dần dần xuất hiện quang trạch, cốt nhục của hắn chậm rãi trở nên khỏe mạnh, hắn tóc trắng chậm rãi khôi phục đen nhánh. Trái lại cây kia thất thải gốc cây lại dần dần trở nên khô héo, bởi vì bên trong sinh mệnh chi lực trôi qua, gốc cây mặt ngoài vỏ tầng vỡ ra, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Ba nén hương, Vẹn vẹn ba nén hương thời gian, Giang giật lại thay đổi trở về ban đầu hết lần này tới lần khác Mỹ thiếu niên, mà lại so trước đó sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm tràn đầy, trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha, Giang giật đột một mở mắt cười ha hả ánh mắt hắn bên trong tinh mang lấp lánh, như một đầu trong ngủ mê khôi phục cự long, hắn quát lớn, bạo. Phanh phanh phanh, trói buộc Giang giật gốc cây liên tiếp bạo liệt, Giang giật thân thể bắn tới, vọt thẳng vào mộc chi nguyên bên trong. Kia mộc chi nguyên cũng chậm rãi biến mất, bị Giang giật toàn bộ hấp thu tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Một khắc cuối cùng, Giang giật rốt cục đem lôi sinh một áo nghĩa thôi diễn đại thành. chương 1975, gừng càng già càng cay. À đây là cái gì? Đang hấp thu Mộc chi nguyên về sau, Giang giật đột nhiên phát hiện Mộc chi nguyên ở giữa có một khắc hạt châu. Hạt châu này không có bất kỳ cái gì quang trạch, nhìn tựa như một khắc phi thường phổ thông thạch đầu. Đây là vật gì chẳng lẽ là Mộc chi nguyên ngưng kết ra hạch tâm? Giang giật không hiểu, Mộc Chi Nguyên bên trong tại sao lại có hạt châu đâu, Hỏa Chi Nguyên cùng Băng Chi Nguyên nhưng không có a, à, hắn buồn bực đưa tay muốn đi chộp tới. Chỉ là, hắn đưa tay bắt lấy hạt châu, hạt châu kia lại tựa như có ngàn vạn cân chi trọng, hắn căn bản là không có cách xê dịch một tia. Tà môn, Giang giật Luyện hóa Mộc Chi Nguyên, phụ cận gốc cây đều không thể sẽ không công kích hắn, trên người hắn lóe lên vây quanh hạt châu dạo qua một vòng, nhìn mấy lần hắn nghĩ nghĩ, trong tay thiên lực phóng thích chậm rãi bao lũng hạt châu. Ông Tại thiên lực quán chú về sau, hạt châu này lập tức quang mang lấp lánh, toàn bộ sơn hắc không trong phòng cũng quang mang lấp lánh không ngớt, triệt để chiếu sáng toàn bộ không gian. Ách, à, Giang giật kinh nghi hướng bốn phía lướt qua, phát hiện trong này là một cái hoàn toàn biệt kín ám điện. Tại hắn quán chú thiên lực vào hạt châu về sau, ám điện bên trong vách tường toàn bộ quang mang lưu chuyển, ám điện trên vách tường điêu khắc chim bay ngư trùng tẩu thú đều vui sướng du tẩu. Chẳng lẽ, Giang giật đôi mắt đột nhiên bày ra đến dọa người, cực nóng nhìn chằm chằm hạt châu kia, trong đầu toát ra một cái phi thường điên cuồng suy nghĩ. Chẳng lẽ hạt châu này là thật thiên châu nguy hiểm, trí tuệ, ngoài ý muốn ý. Bên ngoài, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Ha ha ha, Giang giật cười to lên, cửu dương thiên đế trước khi đến đối tầng thứ năm có ba cái đề điểm, bắt đầu hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra một điểm cuối cùng ngoài ý muốn là cái gì. Giờ phút này hắn mới hiểu được, phía ngoài thiên châu là giả, nơi này thiên châu mới là thật, hạt châu này mới là khống chế toàn bộ thiên đình hạch tâm. Hắn trước kia một mực không rõ, cửu dương thiên đế đơn độc để hắn tới này lịch luyện, tự liền si hồng đều không cùng tới. Cửu dương thiên đế tự thật không sợ thiên đình bị những người khác đoạt được giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, cửu dương thiên đế đem hết thảy đều đoán chắc. Hắn đã có thể hấp thu hỏa chi nguyên, có thể hấp thu băng chi nguyên, vậy cũng có thể hấp thu mộc chi nguyên. Sở dĩ cái này tầng thứ năm lớn nhất nguy hiểm, đối với giang giật tới nói không phải chí mạng. Không thể hấp thu mộc chi nguyên cái này thiên châu bất luận kẻ nào cũng không thể luyện hóa. Thiên đình chỉ thuộc về giang giật, cửu dương thiên đế tự nhiên rất yên tâm. Gừng càng già càng cay a, à, cảm khái một tiếng, giang giật sừng sướng ở trong tối điện bên trong, một tay thiên lực vờn quanh không ngừng rót vào thiên châu bên trong. Nương theo lấy giang giật rót vào, bốn phía vách tường quang mang càng phát ra phát sáng lên, thiên châu rõ ràng đang nhanh chóng bị luyện hóa. Cùng kỳ đồng lúc, không chỉ là giang giật chỗ ám điện quang mang lấp lánh hạ vũ linh phi tiên bọn người chỗ nội điện cung bích đồng dạng quang mang lấp lánh linh phi tiên cùng tiểu nho đế mừng rỡ như điên coi là thời gian không phụ người hữu tâm thiên châu rốt cuộc muốn bị luyện hóa không được hạ vũ cuống lên thiên đình một khi bị luyện hóa dùng linh phi tiên tính cách tuyệt đối phải giết người diệt khẩu dù sao tiểu nho đế mị hoặc cuồng hổ bọn người còn để tất xương cùng hoa phi đi tự bạo vận dụng linh tiên yêu huyết những chuyện này truyền đi đối với tam tộc danh dự ảnh hưởng phi thường lớn có lẽ hứa thanh đế cuồng đế viêm đế lân hậu đều sẽ không tin đảm nhiệm tam tộc. Dùng linh phi tiên tàn nhẫn tính cách, như thế nào lại buông tha nàng đâu nói không chừng cuối cùng cuồng hổ viêm kỳ đều sẽ bị xử lý. Dù sao tại thiên đình bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài cái gì cũng không biết, linh phi tiên có thể tùy ý tạo ra lý do, nói bị giang giật giết chết. Chữa thương, hạ vũ nhắm mắt bắt đầu chữa thương, hy vọng mau chóng khôi phục thân thể, đánh cược lần cuối. Trên đài cao linh phi tiên thì điên cuồng rót vào thiên lực, hy vọng thiên châu sớm một chút luyện hóa, một khi luyện hóa cả tòa thiên đình đều là nàng, người ở bên trong cũng sẽ bị nàng chúa tể. Thiên đình bên ngoài, tụ tập rất nhiều người, thanh đế ngay tại Tu La Sơn Chi Đình. Đao lãnh cuồng lộc mang theo mấy ngàn tinh nhuệ cường giả tới, cái này cũng chưa tính, linh dương thượng nhân, nho đế cùng cuồng đế viêm đế cũng tới, riêng phần mình mang theo một đám cường giả, đao nô cùng đao nộ cũng tới, giờ phút này Tu La Đỉnh núi ngụy đế cấp tự ít nhất có 30. Giang giật tiến vào thiên đình, Thanh đế không có khả năng trơ mắt nhìn xem thiên đình bị giang giật đoạt được, sở dĩ hắn khi biết tin tức về sau, trước tiên chạy tới, đồng thời. Thành công cầm xuống thiên phượng đại đế, giống như hắn chưa bắt lại thiên phượng đại đế, hắn còn sẽ không chịu tập linh dương sơn người nho đế cuồng đế viêm đế, cầm xuống thiên phượng đại đế thanh đế lực lượng tăng nhiều. Giang giật có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là giảng nghĩa khí. Thiên phượng đại đế đi theo giang giật rất lâu, tự nhiên cũng có chút tình cảm, thanh đế chuẩn bị dùng thiên phượng đại đế đổi thiên đình. Còn như, cửu dương thiên đế, thanh đế giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy, một cái thiên đế tàn hồn, vẫn là đi qua vạn năm tàn hồn, thanh đế cũng không cho rằng còn có thể đối với hắn tạo thành đầy đủ uy hiếp. Hắn quyết định đánh cực một keo, bởi vì thiên đình quá trọng yếu, tuyệt đối không thể bị giang giật đoạt được. Giờ phút này, tại giang giật luyện hóa thiên châu về sau, cả tòa thiên đình bộc phát ra vạn trượng quang mang, thanh đế bọn người nhao nhao động dung, đây rõ ràng là thiên đình đang bị người luyện hóa tiết tấu. Cuồng đế, viêm đế, linh dương thượng nhân, nhò đế, thanh đế năm người phân biệt đứng thẳng một cái phương vị, ánh mắt khóa chặt thiên đình. Linh dương thượng nhân cùng nho đế con người lấp lóe không ngớt, có chút chờ mong còn có chút lo lắng, linh phi tiên cùng tiểu nho đế liền tại bên trong, không biết giờ phút này là ai tại luyện hóa thiên châu đâu. Thời gian từ từ trôi qua, tại bảy tám canh giờ về sau, nội điện hạ vũ thường thế khôi phục, bất quá nàng lại ngồi xếp bằng không dám loạn động, mà là cao mày nghĩ đến phá cục chi pháp. Hai bên thềm đá là không thể lên, như vậy chỉ có theo chính diện mạnh mẽ xông tới. Chính diện mặc dù không có gốc cây chặn đường, nhưng cũng không thể mượn nhờ gốc cây ngăn cản phía trên công kích. Cái địa phương quỷ quái này có một cái phi thường để cho người ta cảm thấy đau đầu địa phương, người không sử dụng thiên lực hoặc là còn lại lực lượng đi, người khác có thể nhẹ nhõm đánh chết ngươi, người hơi sử dụng kia trăm vạn lần trọng lực hội ép tới ngươi không động được, trở thành bia sống linh phi tiên linh tiên yêu huyết quá kinh khủng, một khi trở thành bia sống, vậy coi như là phong đế cấp cũng phải bị giết, chứ nói chi là hạ vũ. Hạ vũ cao mày, đau khổ suy nghĩ suy tính, cũng đang đợi thời cơ. Nàng đang chờ linh phi tiên luyện hóa thiên châu một khắc cuối cùng, một khắc này linh phi tiên thế tất yếu toàn tâm toàn lực luyện hóa, tự nhiên là không cách nào bận tâm nàng. Chỉ cần linh phi tiên không công kích, nàng tự có cơ hội lên đài cao. 10 canh giờ, 30 canh giờ, 100 cái canh giờ, đại điện càng ngày càng sáng mà nương theo lấy đại điện quang mang lấp lánh linh phi tiên trong tay hạt châu cũng không ngừng quang mang lấp lánh bất quá cái này châu tử không là toàn bộ đều phát sáng mà là từng điểm từng điểm dần dần phát sáng giờ phút này đã có một phần ba khu vực phát sáng sở dĩ linh phi tiên cùng tiểu nho đế càng phát kết luận hạt châu này đang bị luyện hóa tiểu nửa ngày nửa ngày tại hạt châu sẽ toàn bộ khu vực quang mang lấp lánh lúc hạ vũ động như một thanh lợi kiếm hướng đài cao phóng đi linh phi tiên ánh mắt quét qua kinh hô lên, ngăn lại nàng, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại nàng, thiên châu lập tức liền muốn bị luyện hóa. Hạt châu gần như toàn bộ địa phương đều quang mang lóng lánh, chỉ còn lại cái cuối cùng điểm nhỏ, chỉ cần tiếp qua ba nén hương thời gian, linh phi tiên tự có niềm tin tuyệt đối luyện hóa thiên châu. Hạ vũ nắm chắc thời cơ phi thường chuẩn xác, giờ phút này động thủ linh phi tiên không có khả năng bỏ qua thiên châu không luyện hóa, nàng đi lên khả năng cũng sẽ càng hơn hơn phân. Trường 1976, nhìn một chút trò hay. Tiểu nho đế rất rõ ràng giờ phút này đến cỡ nào mấu chốt, hạ Vũ tiên linh chi khí hắn phi thường kiên kỵ, sở dĩ hắn để cuồng hổ cùng viêm kỳ đều đứng ở bên cạnh hắn, vẫn đối với phía dưới cuồng oanh loạn tạc, chờ ngại hạ vũ bỏ lên. Không thể không nói hạ vũ thật rất biêu hắn, nàng tại tiểu nho đế cùng cuồng hổ viêm kỳ lúc công kích, thân thể phía trước sẽ xuất hiện một cái quang minh hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn sau khi xuất hiện, ba người công kích toàn bộ đều có thể ngăn lại, căn bản là không có cách tổn thương nàng. Đồng thời nàng cũng sẽ hoàn thủ, dù sao động thủ thời điểm nàng chỉ là không cách nào di động thôi, nàng phía trước có hộ thuẫn chịu lấy, linh phi tiên không cách nào động thủ, nàng có gì có thể e ngại. Nàng bắn ra từng đạo quang tiến, cái này quang tiến không chỉ chỉ có quang minh chi lực, mặt trên còn có từng đạo màu xanh dịch thái khí lưu, này khí lưu nhìn một chút đều để lòng người sợ. Tiểu nho đế nhìn thấy cái này quang tiến lúc càng là thay đổi cả sắc mặt, chỉ có thể nhanh chóng tránh né, căn bản không dám cùng chi tranh phong. Cứ như vậy ngươi công ta đi, Hạ Vũ bằng vào tiên linh chi khí, từng bước một hướng lên trên mặt tiếp cận, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, nhưng tiểu nho đế mang theo cuồng hổ viêm kỳ quả thực là không có cách nào để nàng lui lại nửa bước. 50 cấp, 6 cấp 10, tiểu nho đế cuốn lên, hắn đỏ hồng mắt nhìn qua Hạ Vũ nói, Hạ Vũ, người đừng ép ta, là các ngươi đang buộc ta. Hạ Vũ lạnh băng băng trả lời, các ngươi quá độc ác, đã các ngươi không có ý định buông tha ta, ta vì sao muốn đối với các ngươi lưu tình. Tốt, tốt, Tiểu nho đế ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn nhếch miệng cười lạnh nói, vậy ngươi tự tiếp tục bò thử một chút. Hạ vũ không có bị tiểu nho đế hù đến, ngược lại tiếp tục từng bước một hướng lên trên mặt leo lên, nàng tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm, nhưng tiểu nho đế cuồng hổ viêm kỳ công kích căn bản là không có cách tổn thương đến nàng. Ngược lại bởi vì không ngừng tới gần, tiểu nho đế căn bản không có biện pháp đứng tại bên cạnh đài cao, nếu không sẽ bị hạ vũ công kích đánh trúng. Thất cấp 10, 85 cấp, cửu cấp 10. Tiểu nho đế rốt cục hạ xuống quyết định, hắn cắn răng khống chế cuồng hổ cùng viêm kỳ hướng hạ vũ bên kia cuồng bạo phóng đi, bất quá đúng lúc này Linh Phi Tiên đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, xong rồi. Tiểu nho đế vội vàng khống chế cuồng hổ cùng viêm kỳ bay trở về, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Linh Phi Tiên bên kia, hắn nhìn thấy Thiên Châu đã toàn bộ quang mang lấp lánh, lập tức cười ha ha, hạ vũ, hết thảy đã trễ rồi, thiên đình bị Phi Tiên luyện hóa, muốn giết chết ngươi và giết chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Phi tiên, nhanh khống chế cấm chế trọng thương nàng, chú ý đừng giết chết rồi, ta cũng không có hưởng qua tiên linh chi thể là tư vị gì đâu. Linh phi tiên như là đã luyện hóa thiên châu, như vậy cả tòa thiên đình đều là nàng, cái này thiên đình bên trong cấm chế khủng bố cỡ nào không cách nào tưởng tượng coi như cuồng đế viêm đế vào đây đều có thể đơn giản oanh sát a à. a à, hắn hô xong nói về sau lại phát hiện linh phi tiên không có động tính hắn kinh ngạc nhìn lướt qua đi qua lại phát hiện linh phi tiên đang ngẩn người mà bên kia hạ vũ đã lên 95 cấp nước thang, hắn vội vàng gầm thét, phi tiên, ngươi đang làm gì ngươi làm sao không khống chế cấm chế oanh sát nàng. Ta, ta, không khống chế được, giờ phút này linh phi tiên cũng có chút mộng, thiên châu rõ ràng toàn bộ bị luyện hóa, nhưng nàng lại cảm giác cùng thiên châu không có nửa điểm tinh thần liên hệ, chớ nói chi là khống chế cả tòa thiên đình. Ừ, tiểu nho đế sắc mặt đại biến, bên kia hạ vũ đã lên 97 cấp nước thang, hắn chỉ có thể điên cuồng hét lớn, hạ vũ, chết đi, phi tiên động thủ trước tiên đem hạ vũ giết chết lại nói. Tốt, linh phi tiên giật mình tỉnh lại, hạ vũ lập tức sẽ đi lên, vừa lên đến không có trọng lực, các nàng đều gặp nguy hiểm. Thiên châu sự tình có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, cũng không thể để hạ vũ đi lên. Vù vù, cuồng hổ cùng viêm kỳ cuồng bạo bay đi, liền muốn tự bạo. Linh Phi Tiên trong tay xuất hiện ba giọt màu đỏ thấm huyết dịch, liền muốn động thủ đem hạ vũ chém giết hoặc là đánh xuống đi. Suy suy, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến đài cao phía sau vách tường đột nhiên quang mang lấp lánh, vô số cổ xưa đằng phi bắn mà ra, trong nháy mắt liền đem linh phi tiên cùng tiểu nho đế cho trói buộc, còn có mấy cây gốc cây như thiểm điện vò tới thoáng cái cuốn lấy cuồng hổ cùng viêm kỳ. A, à, linh phi tiên cùng tiểu nho đế sắc mặt kinh hãi, linh phi tiên bản năng vung ra linh tiên yêu huyết, ý đồ đem những này gốc cây cho ăn mòn đi. Suy suy, linh tiên yêu huyết quả nhiên bá đạo, gốc cây bị bắn chúng nhẹ nhóm bị ăn mòn, mà lại yêu huyết năng lượng không có hao tổn đi trước đó yêu huyết hội theo gốc cây một đường ăn mòn đi qua, thẳng đến triệt để đem cái này gốc cây ăn mòn xong. Vù vù, chỉ là ăn mòn đi mấy cây gốc cây, trên vách tường lại có càng nhiều gốc cây bắn ra, linh phi tiên không dám động, linh tiên yêu huyết vô cùng chân quý. Lần này nàng chỉ là được ban cho cho 10 giọt, nàng đã dùng 7 giọt, giống như còn lại 3 giọt toàn bộ sử dụng hết, nàng liền không có bất luận cái gì át chủ bài. Ha ha, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, tựa như cửu thiên chi thượng truyền đến, Tại nội điện bên trong tiếng vọng không ngớt, tiếp lấy một đạo hí ngược thanh âm vang lên, Linh Phi Tiên, tiếp tục dùng A, à, xem người yêu huyết nhiều, vẫn là của ta gốc cây thêm. Giang giật, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế đôi mắt co rụt lại, sắc mặt triệt để thay đổi, vốn đã bò lên trên 98 cấp hạ vũ nghe được thanh âm về sau, không còn trèo lên trên, mà là hai chân một điểm bay vụt mà xuống. Giang giật đã còn sống, đã có thể nhẹ nhóm cầm xuống Linh Phi Tiên các nàng, cái này nói trời sáng đỉnh đã bị Giang giật cầm xuống. Mặc dù Hạ Vũ không biết Giang Giật là thế nào cầm xuống, nhưng đại cục đã định. Giang Giật, có loại gia quang minh chính đại một trận chiến, lén lén lút, lút lút, tính là gì anh hùng hảo hán. Tiểu nho đế đôi mắt lấp lóe gào thét, khuôn mặt đều bóp méo, nào có lấy trước kia loại ôn tồn lễ độ nho nhã khí chất. Linh Phi Tiên toàn thân bị trói buộc, bị quấn thành thịt bánh trưng, trong mắt nàng cũng đều là vẻ oán độc, khẽ kêu, Giang Giật, là nam nhân tự ra đánh với ta một trận. Ông, nội điện trên không trung bạch quang lấp lánh, một đạo bóng người đột ngột ra giữa không trung, hắn người mặc áo xanh, môi hồng răng trắng, mái tóc màu đen tung bay, mặt như đau tức phủ đúc, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng tự tin, một khắc này tiểu liền hạ vũ đều xem ngây dại. Xong, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế nhìn thấy giữa không trung giang giật về sau, đôi mắt triệt để ảm đạm xuống tới, nội tâm còn sót lại một tia may mắn cũng tan vỡ. Nơi này trọng lực như thế cường đại, dù ai cũng không cách nào ở bên trong phi hành, giang giật có thể lăng không đứng ngạo nghễ, chỉ có một lời giải thích thiên đình đã bị hắn đạt được. ong ong giang giật bên người quang mang lần nữa lấp lánh không ngớt hai thân ảnh xuất hiện lại là kha lộng ảnh cùng vân băng hai người phát hiện đột nhiên đổi phương diện cho giật mình bất quá nhìn thấy bên người giang giật về sau hai người lập tức vui mừng quá đỗi kha lộng ảnh cùng vân băng hai người cũng không có cảm nhận được nửa điểm trọng lực hai người bắt lấy giang giật tay nhìn qua trên đài cao bị trói buộc linh phi tiên tiểu nho đế cuồng hổ viêm kỳ Kha lộng ảnh nhẹ giọng hỏi, Giang giật, đây là tình huống như thế nào? Không có gì, các ngươi an tâm chớ vội, ta cho các ngươi nhìn một chút trò hay. Giang giật khoát tay áo, phía dưới quang mang lần nữa lấp lánh không mớt, đao mẫn công dương tiểu thư 12 người toàn bộ bị truyền tống tới, một đám người cũng giật nảy cả mình, mở mịt bốn phía liếc nhìn. Giang giật, rất nhanh đao mẫn bọn người khóa chặt sừng sướng giữa không trung phía trên Giang giật, toàn bộ người như lâm đại địch, Giang giật cười cười ôn hòa nói, chư vị chớ khẩn trương, mặc dù ta được đến thiên đình lại cũng không đối với các ngươi thế nào lần này xin các ngươi tới, là để các ngươi nhìn một chút trò hay. chương 1977, Quỷ Vương, nếu coi trọng trò vui, tự nhiên muốn nhiều người mới tốt xem, Giang giật cố ý đem đao mẫn bọn người truyền tống tới chính là vì để bọn hắn xem kịch. Đao mẫn bọn người có 12 người, đều là thiên hồng giới cấp cao nhất công tử tiểu thư, đại biểu cho các đại thế lực, các đại quân đoàn. Bên trong có thanh đế lân hậu viêm đế cuồng đế cửu dương quân diệt ma các người, có thể nói thế lực khắp nơi đại biểu đều đến đông đủ. Giang giật rõ ràng luyện hóa thiên đình, trở thành thiên đình chúa tể, đao mẫn bọn người có thể đơn giản truyền tống tới, cho nên bọn họ cũng có cái này minh ngộ. Đều không dám loạn động, cũng không ai dám làm loạn, ánh mắt lấp lóe quan sát tình huống chung quanh. Rất nhanh các nàng phát hiện vấn đề, nhìn thấy Linh Phi tiên tiểu nho đế cuồng hổ viêm kỳ bốn người bị gốc cây toàn bộ cuốn lấy, cũng phát hiện cuồng hổ cùng viêm kỳ trong ánh mắt mê ly thần sắc. Tiểu nho đế giờ khắc này đột nhiên có chút minh bạch giang giật ý tứ, hắn cùng Linh Phi Tiên liếc nhau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, liền muốn khống chế cuồng hổ viêm kỳ tự bảo. Ngươi dám động cuồng hổ viêm kỳ thử một chút có tin ta hay không lập tức oanh sát hai người các ngươi mà lại việc này hạ vũ đã biết rõ, các ngươi có thể gạt bỏ sạch sẽ. Giang giật lạnh băng băng thanh âm vang lên, tiểu nho đế khuôn mặt ảm đạm không dám động thủ. Giang giật nói không sai hạ vũ biết rõ mọi chuyện cần thiết, các nàng coi như để cuồng hổ cùng viêm kỳ tự bảo, cũng vô pháp che giấu bất cứ chuyện gì. Giang giật ánh mắt tại đao mẫn bọn người trên thân đảo qua, thản nhiên nói ra, chư vị hẳn là thấy được chưa cuồng hổ công tử cùng viêm kỳ công tử giờ phút này đã bị chúng ta tiểu nho đế khống chế, trước đó còn có hai cái, tất dương công tử cùng hoa phi tiểu thư. Đáng tiếc hai người này bị tiểu nho đế khống chế tự bạo, chỉ là vì đối phó ta cùng hạ vũ tiểu thư. Đằng sau không phải ta ngăn cản, cuồng hổ cùng viêm kỳ hai vị công tử giờ phút này đã tan xương nát thịt. Xoạt, giữa sân trong nháy mắt vỡ tổ, tiểu nho đế cho mọi người ấn tượng một mực là một cái ôn tồn lễ độ công tử văn nhã, lại không nghĩ rằng như thế độc địa thế mà lợi dụng loại thủ đoạn này. Tranh đoạt thiên đình cái này không có vấn đề, vì tranh đoạt thiên đình giết đến người chết ta sống, cái này cũng bình thường, nhưng là lợi dụng thủ pháp âm độc khống chế các vị siêu cấp gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư, thậm chí không tiếc để các nàng tự bạo dùng để đối phó giang giật cùng hạ vũ, cái này không khỏi quá ác độc a. À. Phải biết, tới thời điểm mọi người còn xương huynh gọi đệ, xem như mặc nghịch chi giao. Giờ phút này tam tộc cùng thiên hồng giới các đại gia tộc cũng là minh hữu quan hệ, cái này như truyền đi thiên hồng giới các đại gia tộc nhưng là muốn thất vọng đau khổ. Chư vị có thể quên đi, tiểu nho đế nhất tộc nguyên bản gọi mị tâm tộc, mị hoặc địch nhân thủ đoạn có thể nói nhất tuyệt. Bất quá, cuồng hổ viêm kỳ công tử linh hồn như thế cường đại, lại bị tiểu nho đế nhẹ nhõm mị hoặc, chư vị đều là cực kỳ thông minh người, hẳn là có thể minh bạch tiểu nho đế là tại loại tình huống nào mới có thể mị hoặc các vị công tử tiểu thư A. Giang giật lời nói tiếp tục vang lên, đau mẫn bọn người liếc nhau càng thêm bạo nộ rồi, nhất là viêm gia vị công tử kia càng là giận không thể nhì. Viêm kỳ linh hồn phi thường cường đại, tiểu nho đế cũng là ngụy đế cấp, hắn có thể mị hoặc viêm kỳ chỉ có thể là đánh lén, hoàn toàn không có phòng bị thời điểm. Có thể tưởng tượng, cuồng hổ viêm kỳ bọn người hoàn toàn tín nhiệm tiểu nho đế, trái lại tiểu nho đế lại tại mọi người không biết chút nào tình huống dưới phía sau bên trong đâm đao, loại người này nhất là làm người ta căm thù đến tận xương tùy. Viêm gia công tử lập tức nổi giận quát khẽ tiểu nho đế, lập tức giải trừ đối kỳ ca mị hoặc, nếu không chúng ta viêm gia quyết không bỏ qua. Cuồng ra một cái phụ thuộc gia tộc công tử cũng liền âm thanh hét lớn, lập tức giải trừ đối hổ thiếu mị hoặc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao, sự tình đã bại lộ, tiểu nho đế cũng không còn cách nào bảo trì cái kia ôn tồn lễ độ phong độ, hắn đùa cợt cười to mấy tiếng nói, giải trừ đối bọn hắn tinh thần liên hệ, giang giật ngươi sẽ lập tức giết ta đi ta mới không có ngu như vậy, giang giật ngươi dám đụng đến ta, cuồng hổ cùng viêm kỳ sẽ lập tức chết đi. Hai người bọn họ liền là bởi vì ngươi mà chết, viêm đế cùng cuồng đế khẳng định đem bút chướng này ghi tạc trên người ngươi. Linh phi tiên tại lúc này, không mở miệng không được, chư vị tỉnh táo ta, đừng bị giang giật châm ngòi ly gián. Ta thừa nhận, vì tranh đoạt thiên đình tiểu nho đế có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác làm không đúng nhưng chúng ta cũng là bị buộc lấy không có biện pháp giang giật là hạng người gì các ngươi không biết sao bị hắn cầm xuống thiên đình chúng ta đều phải chết sở dĩ không giết các ngươi hoàn toàn là vì châm ngòi ba chúng ta tộc cùng thiên hồng giới các tộc quan hệ giang giật phát rồ hắn chưa từng nương tay qua ha 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 giang giật cười to lên hắn nhẹ nhàng lắc đầu cũng không biện giải ánh mắt nhìn về phía hạ vũ nói ra hạ thượng tướng quân người nói hai câu đi loại người này ta là lười nhác lại nói nhảm một câu ba ba bá, bá toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hạ vũ hạ vũ ở phía trước vượt quan bên trong biểu hiện thực lực kinh người cùng trí tuệ tăng thêm thân phận nàng siêu nhiên chiến công hiển hách trong lòng mọi người phân lượng phi thường trọng lời của nàng mọi người tự nhiên muốn nghe một chút không có gì đáng nói hạ vũ khẽ lắc đầu ánh mắt nhìn về phía tiểu nho đế cùng linh phi tiên nói hai vị như vậy thu tay lại đi đem cuồng hổ cùng viêm kỳ thả Giang giật thân là thiên đế truyền nhân, lòng giả tựa như biển, giờ phút này minh tộc vào đầu, nhân tộc càng hẳn là đoàn kết, ta nghĩ chỉ cần hai vị nhận lầm hối cải, hắn hẳn là sẽ cho hai vị một cái máy hội. Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau, có chút trần chờ bất định. Giang giật là thiên đế truyền nhân không sai, nhưng bán quái sơn người trước khi đến nói qua, cửu dương thiên đế truyền nhân cùng tam tộc con em vĩnh viễn không thể nào là bằng hữu. Vấn đề là, cuồng hổ cùng viêm kỳ sinh tử, Giang giật thật sẽ quan tâm sao dùng hai người mệnh đi áp chế Giang giật, cái này xác định sẽ không triệt để chọc giận Giang giật. Linh Phi Tiên đôi mắt lấp lóe, rất nhanh có ta lập kế hoạch, nàng ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói ra, Giang công tử, người có thể phóng, bất quá người có thể xác định thả hai người chúng ta. Không thể xác định, Giang giật nhún vai một cái nói, cái này muốn nhìn tâm tình của ta, ta tâm tình không tốt, hai người các ngươi sẽ rất bị tội, ta tâm tình tốt. Nói không chừng đem các ngươi quan cái 300-500 năm, liền sẽ thả các ngươi. 300 năm trăm năm, toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau, Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng liếc nhau lại đều che miệng cười. Giang giật từ trước chính là cái này tính khí, ăn mềm không ăn cứng, hai người này như tiếp tục chọc giận dưới, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. 300 năm trăm năm người không bằng giết ta, tiểu nho đế cuồng loạn giống giận, phía sau hắn còn không có giống xong sau lưng của hắn vách tường đột nhiên bạch quang lóe lên, một cái thất thải gốc cây xuất hiện, trực tiếp ghim chặt hắn cổ, sau đó thất thải gốc cây quang mang lấp lánh, để toàn trường khiếp sợ một màn phát sinh. Thất thải gốc cây nhanh chóng hấp thu tiểu nho đế trên thân thể sinh mệnh chi lực, tiểu nho đế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tóc biến thành xám trắng, triệt để biến rõ ràng, hồng nhuận ra thịt cũng bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm, cuối cùng biến thành khô thụ ra, cốt nhục cũng lõm đi vào. Tiểu nho đế lại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, theo một cái khôi ngô tuổi trẻ công tử ca biến thành một cái xế chiều lão giả. TT tê tê, toàn trường từng mảnh từng mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tựa như ban ngày thấy ma. Nhìn xem giang giật ánh mắt cũng triệt để tựa như nhìn thấy một tôn minh giới quỷ vương. Giang giật trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, thanh âm của hắn cũng rất bình thản. Bất quá nghe vào trong tai mọi người lại tựa như lấy mạng quỷ âm. Con người của ta tính khí không tốt lắm. Mọi người đều biết, người muốn chết kỳ thật rất đơn giản. Bất quá trên thế giới này so chết chuyện càng đáng sợ nhiều lắm. Linh phi tiên tiểu thư, người có muốn hay không thử một chút? chương 1978, hiệp ước cầu hòa. Không, không, Linh Phi tiên thân thể mặc dù bị trói buộc, đầu vẫn còn có thể động, nàng liều mạng lắc đầu, trong mắt đều là hoảng sợ. Tiểu nho đế từ nhỏ nàng tự quen biết, không sai biệt lắm có thể nói cùng nhau lớn lên, mà lại tiểu nho đế truy cầu nàng rất nhiều năm, hai nhà kém chút tự mua cửa hôn sự này. Nàng đối tiểu nho đế cũng có một chút tình cảm, giờ phút này lại nhìn thấy hắn theo một cái xanh thảm thiếu niên nhanh chóng biến thành sắp chết lão giả, coi như dùng linh phi tiên cứng cỏi vô cùng tâm tính giờ phút này cũng triệt để bị dọa phát sợ nàng không cách nào tưởng tượng nếu như mình trong phút chốc phương hoa mất đi thoáng qua người già dáng vẻ nàng sợ là sẽ phải trực tiếp điên rồi đi toàn trường tự liền kha lộng ảnh cùng vân băng đều ngơ ngẩn không có người nào dám nói chuyện toàn trường vắng lặng một cách chết chóc vậy liền coi là kinh khủng nhất phép tắc tử vong cũng không có như thế kinh thiên năng lực a a a tiểu nho đế chính mình cũng sợ choáng váng hắn ngọ nguậy tràn đầy nếp uốn môi nghĩ phát ra vài tiếng kêu thảm cùng hoảng sợ âm thanh. Nhưng bởi vì quá mức suy yếu, miệng hắn ra đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra vài tiếng như sắp chết lão giả tiếng ai minh. Ha ha, Giang giật bình hòa tiếng cười vang lên lần nữa, lại làm cho đau mẫn bọn người dùng mình một cái. Giang giật tùy ý vung tay lên thất thải gốc cây bên trong quang mang lấp lánh, bắt đầu phản quán thâu sinh mệnh chi lực. Để toàn trường trợn mắt hốc mồm sự tình lại phát sinh, tiểu nho đế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân, tóc nhanh chóng biến thành đen, thân thể cơ bắp cũng phong phú, làn da trở nên có co giãn quang trạch, rất nhanh lại thay đổi thành trước kia cái kia phong độ cử chỉ nhanh nhẹn tiểu nho đế. Chơi vui hay không giang giật hí ngược nhìn qua tiểu nho đế, nhếch miệng cười nói, nếu không. Một lần nữa, tiểu nho đế sợ choáng váng, đầu lắc chống lúc lắc, liên thanh quát không, không tới, không chơi, ngươi là tên điên, ta không cùng ngươi đùa quỷ phủ thần công, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hạ vũ bọn người đập vào mắt kinh hãi, đao mẫn công dương tiểu thư bọn người xem giang giật ánh mắt đã cùng thần ma không khác, trong nháy mắt để một người trở nên già nua, thoáng qua lại để cho hắn khôi phục thanh xuân, cái này cùng thần tiên ma quỷ khác nhau ở chỗ nào. Thả người đi, giang giật phung tay lên, thất thải gốc cây thu hồi rút vào thành cung bên trong, tiểu nho đế tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, cũng không có cử động. Giang giật hơi không kiên nhẫn, lạnh như đao ánh mắt đảo qua đi, hừ lạnh một tiếng tiểu nho đế lập tức giật mình tỉnh lại trong mắt bắn ra hai đạo yêu diễm hồng quang nhanh chóng chui vào cuồng hổ cùng viêm kỳ trong đầu chậm rãi cuồng hổ viêm kỳ trong mắt khôi phục thanh minh bất quá hai người trong ánh mắt vẫn như cũ có chút vẻ mờ mịt nhìn chung quanh nhìn thấy nội điện bên trong đều là người nhìn thấy giang giật ba người đứng ngạo nghễ giữa không trung phía trên hai người có chút mờ mịt nháy nháy mắt coi là trong mộng suy suy gốc cây hướng bên cạnh xê dịch đem cuồng hổ cùng viêm kỳ mang theo đi cung trên vách đá cùng linh phi tiên tiểu nho đế song song cùng một chỗ, bốn người nhìn sang tựa như cột vào trên tường tử tù. Ách giang giật, thả cuồng hổ cùng viêm kỳ đi, dù sao bọn hắn không có phạm sai lầm quá lớn lầm. Kha lộng ảnh có chút không đành lòng nói, vân băng cũng nhẹ gật đầu. Phía dưới đao mẫn các nàng càng là không hiểu nhìn xem giang giật, đã hắn để tiểu nho đế giải trừ đối hai người mị hoặc, vì sao còn trói buộc. Đừng nóng vội, giang giật cười cười ôn hòa nói ra, vừa rồi cái này xuất diễn chỉ là mở màn trò vui thôi, chân chính vở kịch còn chưa lên diễn đâu. Vở kịch, Kha Lộng Ảnh như có điều suy nghĩ, Vân Băng lại không hiểu, phía dưới Hạ Vũ đôi mắt lấp lóe, đột nhiên khe khẽ thở dài nói, Giang Giật, nhất định phải như thế sao? Không phải ta muốn như thế, Giang Giật ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ nói, là sư phụ ngươi làm việc, Hạ Vũ tiểu thư, trước ủy khuất ngươi, yên tâm. Giống như sư phụ ngươi dễ nói chuyện, ta sẽ không làm khó các người bất cứ người nào. Giang Giật, được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, không muốn nhục nhã chúng ta. Cuồng hổ lên tiếng, mặc dù hắn không hiểu nhiều cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Giang giật cầm xuống thiên đình đã thành kết cục đã định, đây là không cách nào cải biến sự thật. Giang giật lạnh băng băng nhìn lướt qua cuồng hổ, quát lạnh nói, không có thời gian phản ứng ngươi, không muốn chết tự ngậm miệng. Ngươi xem thật kỹ trò vui là được, suy suy, Giang giật lời nói rơi xuống, dưới mặt đất đột nhiên toát ra vô số gốc cây đem đao mẫn hạ vũ bọn người toàn bộ trói buộc, đao mẫn bọn người nhao nhao kinh hô lên, Hạ Vũ ngược lại là đã sớm đoán được, không có phản kháng. Gốc cây đem toàn bộ người dẫn dắt đến trên đài cao, sau đó xếp thành một hàng, tựa như từng cái phạm nhân trói buộc tại trên đài cao, toàn bộ thân thể quấn thành thịt tống, chỉ còn lại một cái đầu. Giang giật sắc mặt tại lúc này cũng biến thành lạnh xuống, hắn trầm giọng nói ra, chư vị, chế chút các người yên tĩnh xem kịch là được, ta không hy vọng có bất kỳ người mở miệng nói chuyện, không hy vọng có xúc động làm loạn cử động, nếu không ta không để tâm để hắn vĩnh viễn không nói được lời nói, hiểu không? Giang Giật đằng đằng sát khí quét tất cả mọi người ngoại trừ Hạ Vũ bên ngoài những người còn lại câm như hến. Giang Giật lúc này mới hài lòng vung tay lên nội điện giữa không trung bạch quang lấp lánh đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh lại là Thiên Đình bên ngoài Tu La Sơn Chi đỉnh hình ảnh. Tại trong hình ảnh Tu La Sơn Chi đỉnh đứng đấy rất nhiều cường giả thanh đế cuồng đế viêm đế bán quái sơn người nho đế phân biệt đứng ở Thiên Đình năm cái phương vị còn có đao nô đao nổ đao lãnh công dương tộc trưởng các loại chờ một đám ngụy đế cấp cùng gần vạn phong vương cấp cường giả những cường giả này toàn bộ khóa chặt thiên đình phía trên mặt mũi tràn đầy kinh ý gia gia phụ thân sư phó tam gia gia đao mẫn cuồng hổ viêm kỳ bọn người giống to giang giật ánh mắt lạnh như băng quét qua mọi người nhất thời đều đình chỉ kêu to toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hình ảnh bọn hắn đều có một loại cảm giác tựa hồ bọn hắn có thể xuyên thấu qua hình ảnh cùng người bên ngoài đối mặt trên thực tế giờ phút này mọi người hoàn toàn chính xác có thể cùng người bên ngoài đối mặt bởi vì thiên đình bên ngoài hư không bên trong cũng có một bức hình ảnh bất quá hình tượng lại là thiên đình nội điện bên trong cảnh tượng hình ảnh này phi thường lớn khoảng chừng phương viên trăm trượng đại giang giật cùng bị trói buộc linh phi tiên cuồng hổ bọn người có thể rõ ràng nhìn thấy thậm chí trói buộc hắn gốc cây đều phi thường tinh tường mà lại cuồng hổ đám người tiếng kêu bên ngoài cũng có thể nghe được rõ ràng bất quá thanh âm bên ngoài cuồng hổ bọn người lại không cách nào nghe được giang giật thông qua hình ảnh ánh mắt tại thanh đế đám người trên mặt đảo qua mỉm cười lên tiếng nói thanh đế đã lâu không gặp mấy vị này hẳn là viêm đế cuồng đế linh dương sơn người nho đế a à tại hạ giang giật gặp qua các vị đại đế giang giật còn tại bên trong kho người thở dài rất là khách khí bên ngoài lại một mảnh xôn xao rất nhiều tiếng mắng chửi vang lên cũng may giang giật khống chế cấm chế ngoại trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào nghe không được thanh âm bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều người tức sùi bọt mép dáng vẻ. Toàn bộ ngậm miệng, thanh đế vung tay lên, để toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt của hắn chịu lấy hình ảnh bên trong giang giật con mắt lạnh giọng nói ra, giang giật, thiên đình cuối cùng vẫn là bị ngươi đạt được, ngươi là thiên đế truyền nhân, đạt được thiên đình cũng là bình thường. Bất quá, ngươi ngày này đế truyền nhân lòng dạ nhưng không có cửu dương thiên đế rộng như vậy rộng a bắt mấy cái hậu bối, ngươi ý muốn như thế nào? Ha ha ha, giang giật cười ha hả, khinh bỉ ra mặt thở dài hậu bối cái gì gọi là hậu bối a à, theo lý thuyết ta và ngươi so sánh xem như trong hậu bối hậu bối a à, ngươi năm đó truy sát ta thời điểm làm sao bất luận luận tiền bối hậu bối còn có ngươi bắt thiên phượng đại đế lại ý muốn như thế nào đâu ta cái này thiên đế truyền nhân lòng dạ rất nhỏ hẹp ngươi cái này thiên hồng giới xếp hạng thứ nhất đại đế lại có bao nhiêu rộng lớn đâu bản đế không cùng ngươi tranh cái này miệng lưỡi lợi hại thanh đế bá đạo vung tay lên nói giang giật ngươi suy nghĩ gì dạng ngươi nghĩ trao đổi con tin có thể nói rõ sai, Giang giật lắc đầu nói, ta không muốn cùng ngươi trao đổi con tin, ta chỉ muốn. Cùng ngươi định một cái hiệp ước cầu hòa, chương 1979, ký vẫn là không ký. Hiệp ước cầu hòa, đây là binh lâm thành hạ khiến cho địch quân ký khuất nhục điều ước ý tứ, Giang giật giờ khác này ở thiên đình bên trong trước mắt rất an toàn, mà lại con tin hắn còn nhiều thêm rất nhiều, con tin bên trong từng cái đều thân phận tôn quý. Trái lại bên này chỉ có một cái thiên phượng đại đế, vẫn còn tựa như là giang giật thủ hạ, Nhìn như vậy đến Giang Giật giờ phút này chiếm cứ thượng phong, mà lại giờ phút này là Giang Giật nói ra, sở dĩ cái này hiệp ước cầu hòa tự nhiên là hắn vội vã dùng thanh đế ký. Cái này nghe tựa hồ rất buồn cười, rất nhiều người khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt, đau nô đau nộ bọn người càng là giận không thể nghỉ. Thanh đế mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt nhìn thẳng Giang Giật nói, ngươi dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì cùng ta ký cái này hiệp ước cầu hòa ngươi cho rằng ngươi tại thiên đình bên trong tựu an toàn chúng ta năm người liên thủ nhẹ nhõm có thể đem thiên đình hủy đi. Ngươi tin hay không? Không tin, Giang giật rất tự tin nói ra, thanh đế, người nếu không phục cứ việc có thể công kích thử một chút, các ngươi có thể tại một năm có thể phá thiên đình, ta cúi đầu xưng thần. Xoạt, toàn trường một mảnh xôn xao, Giang giật đây cũng quá cuồng đi năm vị phong đế cấp tại cái này, còn có nhiều như vậy phong vương cấp hắn lại còn nói muốn phá thiên đình cần thời gian một năm. Thanh đế cùng viêm đế liếc nhau, hai người khóe miệng xuất hiện một vòng đắng chát, Giang giật đã có thể nói ra thời gian một năm, điều này nói rõ hắn đã hiểu được mở ra thiên đình cửu thiên tỏa tinh trận. Cái này cửu thiên tỏa tinh trận bá đạo thanh đế viêm đế bọn người phi thường tinh tường, cái này cửu thiên tỏa tinh trận xưa nay hấp thu cửu thiên tinh thần phát ra năng lượng, lắng động tại thiên đình bên trong mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, hắn dung nạp lực nghe nói không có hạn mức cao nhất. Cái này thiên đình đã tại cái này thả hơn một vạn năm, hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực thời gian một năm giang giật vẫn là nói ít, theo thanh đế đoán chừng coi như bọn hắn liên thủ không ngừng nghỉ công kích, không có hai năm cũng vô pháp đánh tan đại trận này. Vô danh, thanh đế cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn thấy giang giật có thể dễ dàng như vậy đạt được thiên đình khẳng định là cửu dương thiên đế công lao. Bất quá nghĩ đến vô danh nội tâm của hắn khẽ động, vô danh không phải danh xưng nhân tộc trong lịch sử nhất nhân nghĩa thiên đế sao hắn lại thế nào có thể sẽ dùng con tin làm uy hiếp. Thanh đế đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, giang giật, người muốn làm sao nói đều được, trước thả người đi. Ngươi là thiên đế truyền nhân, cửu dương thiên đế lại là nhất nhân nghĩa thiên đế, hắn quả quyết sẽ không cho phép người dùng nhân tộc thiên tài làm con tin, truyền nhân của hắn cũng không nên làm ra như thế không có phẩm sự tình. Ha ha, thanh đế tính toán điều gì, giang giật lại thế nào có thể không biết, hắn cười lạnh nói ra, thanh đế, người không cần dùng ngôn ngữ ép buộc ta, mà lại. Nói thật cho người biết, thiên đế lần này không đến, ta một người tới, thậm chí si hồng đại nhân đều không cùng tới. Còn như thiên đế truyền nhân biết làm chuyện gì, đó cùng thiên đế không quan hệ, thiên đế là thiên đế, ta là ta. Ta giang giật làm người ngươi hẳn là tinh tường, ép ta chuyện gì đều có thể làm được. Ây, toàn trường một mảnh ngạc nhiên, giang giật nói lời bọn hắn có chút không hiểu, thiên đế không có tới là có ý gì thiên đế còn sống giang giật nói cái gì ăn nói khủng biên cái này sao có thể. Linh dương thượng nhân dáng dấp một tấm sơn dương mặt, cái cằm còn có mấy sợi sơn dương, hắn đôi mắt nhỏ chuyển động không ngớt, nhìn chằm chằm giang giật quát lạnh nói, Giang giật ngươi nói cái gì ăn nói khủng biên cửu dương thiên đế đã sớm về cõi tiên, ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Thiên đế tàn hồn còn tại sự tình thanh đế nói cho bán quái sơn người, linh dương thượng nhân tự nhiên biết rõ, hắn nói như vậy cũng không nghĩ thiên đế tàn hồn còn tại sự tình truyền khắp thiên hạ. Vậy sẽ để giang giật uy vọng chưa từng có đề cao, dù sao cửu dương thiên đế uy vọng quá cao. Sợ, giang giật ánh mắt nhìn thẳng linh dương thượng nhân nhếch miệng cười nói, thiên đế mặc dù vẫn lạc, nhưng tàn hồn vẫn còn, nếu không ta làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy ta làm sao có thể đạt được thiên đế thần binh các ngươi lại thế nào thừa nhận ta là thiên đế truyền nhân. Linh Dương Thượng Nhân, người nếu không muốn ta đem các ngươi tam tộc chuyện xấu truyền khắp thiên hạ, không muốn Linh Phi tiên chết, tự cho ta ngậm miệng, nơi này không có người nói chuyện tư cách. Ngươi, Linh Dương Thượng Nhân tức giận đến kém chút thổ huyết, thân thể đan bạc rung động, bên người nho đế đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhịn xuống, không cần phải nhiều lời nữa giang giật thanh đế gầm thét ngươi đến cùng muốn thế nào nói đi không muốn thế nào giang giật bình tĩnh nhìn qua thanh đế trầm giọng nói ra ngươi người ta liền có thể phóng ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện nói thanh đế mặt mũi tràn đầy âm trầm quát khẽ nội tâm của hắn đặt quyết tâm như giang giật điều kiện quá phận hắn tình nguyện mặc kệ hạ vũ cuồng hổ bọn người chém giết thiên phượng đại đế sau nghênh ngang rời đi đệ nhất về sau bất hòa lại cùng ta là địch không phải lại có bất luận cái gì nhằm vào ta cùng ta bên này người hành động. Đương nhiên, ta chỉ vào chính là trấn áp minh tộc trước đó, còn như trấn áp minh tộc về sau, người muốn tranh thiên đế chi vị, ta không trách ngươi, thậm chí. Thiên đế chi vị ta có thể tặng cho ngươi. Xoạt, toàn trường xôn xao, Giang giật câu nói sau cùng đem toàn bộ người chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Giang giật thân là thiên đế truyền nhân, tương lai thiên đế, lại còn nói muốn tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho giang giật là thật điên rồi hay là giả nhân giả nghĩa thanh đế không có đáp ứng mà là trầm tư một lát nói ra đầu thứ hai đâu đầu thứ hai đem nửa quẻ tộc linh tiên tộc nghị tâm tộc khu trục hồi trở lại bí cảnh bên trong nhân tộc cùng minh tộc chiến đấu không cần cái này tam tộc lẫn vào cái này tam tộc năm đó bị cửu dương thiên đế chấn áp thiên đế tự nhiên có thiên đế đạo lý cái này tam tộc tồn tại sẽ chỉ làm nhân tộc kết cục thảm bại diệt tộc đánh rắm Giang giật còn chưa lên tiếng, thanh đế linh dương thượng nhân nho đế mặt đều đen, bất quá ba người đều không có mở miệng nói chuyện, ngược lại đao nô xem thanh đế sắc mặt không đúng, sớm bão nổi. Hắn còng lưng, ngửa đầu đưa tay giận chỉ Giang giật nói, Giang giật, đã sớm nghe nói người bị minh tộc ma hóa, xem ra quả nhiên không sai. Nhân tộc thật vất vả tới một chút minh hiếu, người lại để cho châm ngòi ly gián người ra sao dắp tâm. Dầm dầm rầm, đao nô còn chưa nói xong, đột nhiên cả tòa tu la vùng núi mặt không ngừng chấn động, tiếp lấy phát sinh một màn để toàn trường khiếp sợ hình tượng. Đỉnh núi vốn không có yêu thụ, coi như ở giữa sơn cốc yêu thụ cũng cơ hồ bị phá hủy. Mà giờ khắc này tại ngọn núi không ngừng rung động về sau, bốn phương tám hướng đột nhiên rất nhiều yêu thụ di động đi lên, lít nha lít nhít không nhìn thấy cuối cùng, những này yêu thuật không ngừng im ắng di động qua đến, tựa như đếm không hết minh tộc đại quân vây quanh mà đến. Cái này, cái này, trên đỉnh núi có gần vạn phong vương cấp cường giả, đao nô bọn người cũng không sợ, nhưng gần đây vạn phong vương cấp cường giả đều biết yêu thụ lợi hại nhiều như vậy yêu thụ vây công mà đến vẫn là biết di động yêu thụ một khi công kích trong bọn họ sợ là có hơn phân nửa đều phải để lại ở đây ông cùng lúc đó thiên đình phía trên quang mang đại thịnh một cỗ kinh khủng uy áp theo thiên đình bên trong chuyển đến giang giật vênh váo hung hăng thanh âm vang vọng toàn bộ tu la đỉnh núi đao nô ta nếu muốn động thủ bằng vào tu la sơn yêu thụ còn có thiên đình ngoại trừ thanh đến năm người, các ngươi tất cả mọi người chỉ có thể chôn xương tu la sơn. Ta là cái gì giáp tâm ta có thể có cái gì giáp tâm nếu không phải dùng nhân tộc làm trọng, đau nô người nghĩ rằng chúng ta ở giữa ân oán, ta sẽ còn để các ngươi đau ra người sống xuống tới ngươi thì tính là cái gì ngươi có tư cách cùng ta nói thanh đế, cái này hiệp ước cầu hòa ngươi ký vẫn là không ký. Cắt cắt chương 1980, ủy khúc cầu toàn. Giang giật cái này hiệp ước cầu hòa, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tỷ như đầu thứ nhất thanh đế coi như đáp ứng hắn không ra mặt đối phó giang giật, cuồng đế viêm đế linh dương thượng nhân bọn hắn ra mặt cũng có thể a. À. còn như đầu thứ hai đáp ứng giang giật trở về không thực hiện giang giật lại có thể thế nào liền nói không cách nào khu trục tam tộc ai lại dám nói cái gì. trên thực tế giang giật tự căn bản không nghĩ tới để thanh đế thực hiện ước định thanh đế giết hắn chi tâm không cách nào cải biến tam tộc cũng không có khả năng bởi vì hắn một câu cứ như vậy xám xịt trở lại bí cảnh giang giật làm như thế đơn thuần là muốn một cái đại nghĩa, giống như thanh đế thất ước hắn tự chiếm cứ đại nghĩa. Đồng thời để thiên hồng giới các tộc cảnh giác tam tộc, như bán quái sơn người linh dương thượng nhân nho đế bên trong thật có một cái là minh đế chuyển thế, nhân tộc cũng không trở thành thua thất bại thảm hại. Thanh đế cũng minh bạch giang giật ý tứ, hắn là mặt ngoài nhân tộc minh quân thống soái không có khả năng mất đại nghĩa, nếu không về sau hắn làm sao leo lên đế vị quần hùng thiên hạ ai sẽ phục hắn. Hắn nhìn qua khắp nơi liên tục không ngừng vào tới thụ yêu, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn hắn chuẩn bị mặc kệ hạ vũ linh phi tiên các nàng trực tiếp mang theo đại quân giết ra ngoài đối với giang giật hiệp ước cầu hòa không rảnh để ý giang giật nếu là thiên đế truyền nhân như giết hạ vũ các nàng giang giật ngược lại tựu đã mất đi nhân tộc đại nghĩa trong tay hắn giới chỉ sáng lên một cái máu me khắp người tóc bạc nam tử xuất hiện thanh đế một tay nắm thiên phượng đại đế cổ đối giữa không trung giang giật hình ảnh nói ra để thụ yêu tránh ra nếu không tự gánh lấy hậu quả công tử Thiên phượng đại đế mở ra đều là vết máu con ngươi, nhìn thoáng qua giang giật hình ảnh, đột nhiên nhếch miệng cười nói, công tử, đừng quản ta, đem những người này đều giết cùng ta chôn cùng, phong tự chết cũng nhắm mắt. Thiên phượng đại đế tại bị thanh đế trọng thương cầm xuống về sau, liền biết thanh đế hội bắt hắn cưỡng ép giang giật. Hắn biết mình khẳng định hữu tử vô sinh, sở dĩ vì yêu tộc, vì phượng nghe các nàng, thiên phượng đại đế đương nhiên sẽ không liên lụy giang giật cùng chết. Giang giật không nói chuyện, mà là trong tay một hạt châu xuất hiện, hắn thiên lực quán chú trong tay hạt châu quang mang lấp lánh tiếp lấy thiên đình bên trong quang mang sáng rõ thiên đình ở giữa không trung xoay tròn thoáng cái ẩm vang đập xuống phía dưới bồn địa bên trong tiếp lấy thiên đình phía dưới toát ra đếm không hết gốc cây những cái kia gốc cây chui xuống dưới đất biến mất không thấy giang giật người muốn làm gì người dám làm loạn bản đế để cái này yêu tộc đại đế chết không có chỗ trôn thanh đế có loại dự cảm không tốt giống giận chỉ là giang giật không còn có nói nửa câu lời nói sau một khắc tu la trên núi những cái kia thụ yêu toàn bộ điên cuồng vào tới, mà đao nô đao nộ đao lãnh công dương tộc trưởng bọn người dưới chân bùn đất tầng tầng bạo liệt, vô số gốc cây xuất hiện, đem kia gần vạn phong vương cấp, còn có rất nhiều ngụy đế cấp trong nháy mắt quấn quanh. a à, đao nô đao nộ phản ứng rất nhanh, đao lãnh công dương tộc trưởng lại bị thụ yêu hấp dẫn lực chú ý, nhất thời không có chú ý phía dưới gốc cây, thân thể thoáng cái tự bị cuốn lấy. Các loại chợ đao nô viêm đế cuồng đế bọn người kịp phản ứng, nghĩ đến hỗ trợ chặt đứt gốc cây lúc, sở hữu gốc cây rút vào phía dưới, đao lãnh cùng hơn 10 người ngụy đế cấp, còn có kia gần vạn phong vương cấp toàn bộ bị kéo vào dưới mặt đất biến mất không thấy. Lãnh nhi, đao nô giận dữ, phá thiên đao giờ khác này ở thanh đế trong tay, trên tay hắn xuất hiện mặt khác một cái chiến đao, đối phía dưới hung hăng đánh xuống. Chiến lực của hắn rất hung hãn, một đao kia để đỉnh núi cũng hơi run lên, một đạo to lớn khe rãnh dọc theo mà đi, chỉ là gốc cây tốc độ quá nhanh, đao lãnh chỉ là một hơi thời gian tự hoàn toàn biến mất không thấy. Hưu cùng lúc đó, một cái thất thải gốc cây xuất hiện, bắn thẳng đến đao nô mà đến, đao nô trường đao nhất chuyển đối thất thải gốc cây bổ tới, thanh đế nhìn lướt qua, kinh hãi nói, sinh mệnh chi đằng giang giật. Người thế mà có thể luyện hóa một chi nguyên, khen khen, đao nô chiến đao hung hăng bổ vào gốc cây phía trên, kia thất thải gốc cây phía trên quang mang lưu chuyển, đao nô chiến đao chỉ có thể vỗ xuống một nửa liền không còn cách nào xâm nhập một thước, gốc cây như như độc xà cuốn lấy đao nô chân để đao nộ cuồng đế viêm đế bọn người quá sợ hãi một màn phát sinh. Đao nô vốn là rất già, giờ khắc này già đến càng nhanh, trên thân to con cờ bắp nhanh chóng lõm đi vào, toàn thân đều là nếp uốn, hắn thậm chí liền chiến đao đều nắm bất ổn, toàn thân không có một tia khí lực, đều là tử khí, tựa hồ một giây sau liền muốn chết già đi qua. Phụ thân, đao nộ giống to, liền muốn hướng thất thải gốc cây đánh tới, giang giật thanh âm tại lúc này vang lên, ai dám động đến đao nô hẳn phải chết. Đao nộ thân thể run lên, ánh mắt nhìn về phía thanh đế, đều là cầu khẩn cùng khát vọng. Giờ phút này chỉ có thanh đế có thể cứu đao nô đao lãnh, thanh đế ánh mắt lấp lánh, lại một câu không nói, cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Linh Phi Tiên, Tiểu Nho Đế, Cuồng Hổ, Viêm Kỳ, Hạ Vũ. Giang giật thanh âm vang lên lần nữa, bất quá nửa không trung hình tượng giang giật không có nhìn ra phía ngoài, mà là nhìn qua nội điện trên đài cao bị trói buộc Linh Phi Tiên bọn người. Hắn băng lãnh thanh âm vang vọng tu la sơn chi đỉnh, đã linh dương thượng nhân, nho đế, viêm đế, cuồng đế bọn hắn không muốn cứu các ngươi. Đã thanh đế khư khư cố chấp, còn muốn giết ta người vậy ta còn có cái gì cố kỵ phong tự ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ để cho cái này hơn một vạn người thay ngươi chôn cùng. Suy suy, nội điện bên trong cấm chế lấp lánh không ngớt, những cái kia bị kéo dưới tu la sơn đám võ giả toàn bộ ra nội điện, giang giật trên thân sát khí nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua liên tục không ngừng bị gốc cây kéo tới võ giả, quát khẽ nói các ngươi cũng không cần trách ta, muốn trách thì trách thanh đế đi. Thanh đế, cuồng đế viêm đế cuống lên, cuồng hổ viêm kỳ thế nhưng là bọn hắn gia tộc ưu tú nhất con em, tương lai gia tộc người thừa kế A, giống như bị giang giật giết chết, hai tộc thế hệ tuổi trẻ còn có cái gì trông cậy vào. Thanh đế, linh dương thượng nhân cùng nho đế liếc nhau, bất đắc dĩ nhìn qua thanh đế nói ra cứu người quan trọng. Thanh đế nhìn thoáng qua linh dương thượng nhân, minh bạch hắn ý tứ, linh dương thượng nhân để thanh đế tạm thời ủy khúc cầu toàn, trước tiên đem người cấp cứu dù sao thành này dưới chi minh chỉ là miệng ước hẹn coi như bội ước cũng không có gì từ trước đều là cường giả vi tôn lịch sử cũng là người thắng sửa thôi thôi a à, thanh đế thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía giang giật nói giang giật mở ra ngươi cái điều kiện thứ ba thanh đế nói ra ra cái điều kiện thứ ba kia biểu minh tiền mặt hai điều kiện hắn đã đáp ứng cũng dự định thả thiên phượng đại đế ủy khúc cầu toàn giang giật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nội điện hình ảnh hắn trầm ngâm một lát nói ra cái này cái điều kiện thứ ba nha, cũng rất đơn giản. Ít ngày nữa ta có thể sẽ tổ kiến một đội đại quân đối kháng minh tộc, ta hy vọng đại gia sống chung hòa bình, cộng đồng tiến thối. Giống như thiên hồng giới có người muốn gia nhập bên này, người không ngăn được, ta sẽ không bắt buộc, hết thảy xem tự nguyện. Đương nhiên, ta còn là câu nói kia, chỉ cần có thể đánh lui minh tộc, cái này thiên đế chi vị, ta tặng cho ngươi lại như thế nào. Tốt, điều thứ ba cũng không quá phận, cũng là vì đối kháng minh tộc, thanh đế không do dự quá lâu, đại thủ hất lên tương thiên phượng đại đế quăng bay đi, quát lớn, giang giật, người của ngươi ta thả, người hiệp ước cầu hòa ta nhận, thả người đi. Suy suy, một cái gốc cây xuất hiện, tương thiên phượng đại đế kéo vào dưới mặt đất, cây kia thất thải gốc cây cũng có chút quang mang lấp lánh, đem hấp thụ đao nô sinh mệnh chi lực còn đưa hắn, đỉnh núi những cái kia yêu thụ tại lúc này đột nhiên toàn bộ rút vào dưới mặt đất biến mất không thấy, rất nhanh cả tòa tu la sơn yêu thụ đều biến mất. Ông, 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 thiên đình quang mang lấp lánh, đao lãnh bọn người còn có kia gần vạn phong vương cấp toàn bộ bị truyền tống ra, bất quá hạ vũ cuồng hổ linh phi tiên bọn người lại không ở tại bên trong. Thiên đình kịch liệt chấn động, phá không mà lên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nam gào thét mà đi, giữa không trung hình ảnh biến mất, chỉ để lại giang giật một câu, hạ vũ cuồng hổ bọn người, nửa tháng sau ta sẽ thả các nàng, thanh đế, người tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn qua dần dần hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở phương xa thiên đình, thanh đế cuồng đế viêm đế bọn người trong đôi mắt đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Từng tại bọn hắn xem ra như con kiến hôi tiện tay có thể dùng bóp chết sang giật, lúc này mới bao lâu trôi qua thế mà trưởng thành đến có thể để bọn hắn ký hiệp ước cầu hòa trình độ. chương 1981, chờ ngươi trở về. Thiên hồng giới phương Bắc, một chiếc hỗn độn thần chu nhanh chóng phi hành, hư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn thần chu phi hành cũng không có phát ra động tính quá lớn. Bởi vì khắp nơi đen kịt một màu, hỗn độn thần chu thoạt nhìn như là một cái dữ tợn như cự thú. Đây là một đội tuần bên cạnh dùng, là cuồng đế quân sở thuộc, hỗn độn thần chu bên trên có một ngàn người, dẫn đội là một cái đại thống lĩnh, phong vương cấp chiến lực. Cái này đại thống lĩnh ngồi phía trước khoang thuyền, giờ phút này trước khoang thuyền bốn phía vách khoang cấm chế đều mở ra, từ bên trong có thể thấy rõ phía ngoài cảnh hiện. Đương nhiên bên ngoài đen kịt một màu, cũng không có gì đẹp mắt. Cái này đại thống lĩnh ngược lại là rất biết hưởng thụ, trong ngực ôm một cái mỹ nhân, Chính một bên uống rượu một bên suy hư năm đó huy hoàng chiến tích. Mỹ nhân chiến lực không mạnh, chỉ có thần đế chiến lực, bị cái này Phong Vương cấp đại thống lĩnh nói đến sừng sốt một chút, đầy mắt sùng bái. Đại nhân, người đã từng còn đi minh giới chiến đấu qua cùng Minh Vương kịch chiến qua đại nhân thật là lợi hại a. À. Mỹ nhân nịnh nọt vài câu, đột nhiên đôi mắt đẹp có chút co rụt lại, thình lình đứng lên đưa tay chỉ phía trước nói ra a, à, đại nhân, đó là cái gì? Cái gì? Đại thống lĩnh huệ hoài đứng lên, tùy ý quét mắt một chút hắn sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, sau đó lớn tiếng quát khẽ toàn thể đề phòng. Nơi xa bay tới không phải hư không loạn lưu, không phải quái thú, cũng không phải hỗn độn thần chu, mà là một tòa thành. Tòa thành chỉ kia vô thanh vô tức bay tới, phía trên lóng lánh thất thải quang mang, tốc độ nhanh đến không thấy, mới vừa rồi còn tại ngoài vạn dặm, giờ phút này trong nháy mắt đã đến hỗn độn thần chu phía trước trăm trượng. Hiu hiu hiu, đại thống lĩnh mang theo một ngàn người bắn ra, cái kia tiểu mỹ nhân khẩn trương đứng tại đại thống lĩnh bên cạnh, như thế linh dị sự tình thật sự là chưa từng nghe thấy, thành trì cũng biết bay rồi. Vây quanh, mỹ nhân ở bên cạnh, đại thống lĩnh cảm thấy không thể biểu hiện ra quá khiếp đảm dáng vẻ, sở dĩ kiên trì hét lớn một tiếng. Ông, thành trì dừng ở hư không bên trên, tiếp lấy quang mang lần nữa lóe lên, từng người trong hư không thoáng hiện, đại thống lĩnh nhìn mấy lần, dọa đến chân đều mềm nhũn, hoảng sợ dẫn đầu trong hư không quỳ xuống quát khẽ tham kiến hổ thiếu tham kiến chư vị công tử tiểu thư hổ thiếu mỹ nhân không biết cuồng hổ bất quá có thể để hổ thiếu thiên hồng giới chỉ có thoáng cái vội vàng đi theo quỳ xuống còn lại quân sĩ càng là sớm quỳ xuống hạ vũ cuồng hổ viêm kỳ linh phi tiên tiểu nho đế đao mẫn công dương tiểu thư bọn người bị truyền tống ra hư không bên trên một cái hư ảnh đột nhiên ngưng hiệt mỹ nhân kia nhìn lướt qua lập tức kinh hô lên cái này đây không phải giang giật sao. Năm đó giang giật chân dung dán đầy đại thành hẻm nhỏ, bị thiên hồng dưới các tộc truy sát, sở dĩ mỹ nhân này không biết cuồng hổ, lại nhận biết giang giật. Giang giật coi thường cái này tiểu mỹ nhân, ánh mắt khóa chặt có chút ngạc nhiên Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế nói ra, Linh Phi Tiên, tiểu nho đế, lần này ta thả các ngươi, hy vọng các ngươi về sau không muốn làm ác. Nhân tộc sẽ hủy diệt, trong chúng ta đấu không có gì hay. Có năng lực đi giết minh tộc, đi thu hoạch chiến công, chờ minh tộc hủy diệt, các ngươi như muốn tìm ta giang giật phiền phức tùy thời hoan nghênh. Chư vị trân trọng, giang mỗ cáo từ. Giang giật sau khi nói xong, hư ảnh biến mất, thiên đình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa, linh phi tiên cùng tiểu nho đế liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Tại hai người xem ra, giang giật tâm ngoan thủ lạt, trên tay nhuộm dần tiên huyết, hai người rơi vào trong tay hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Lại không nghĩ rằng đến thiên hồng giới phụ cận, giang giật thế mà đem hai người đem thả. Quả thật là kỳ nhân. Hạ Vũ khe khẽ thở dài, nhìn thiên đình đi xa, gật đầu nói ra, cửu dương thiên đế không nhìn lầm người, đây mới là thiên đế truyền nhân vốn có lòng giả cùng phong dáng dấp. Cuồng hổ cùng viêm kỳ đao mẫn bọn người xấu hổ không thôi, lần trước giang giật liền thả các nàng một lần, lần này bọn hắn bản lại muốn biết chết giang giật, giang giật nhưng vẫn là bất kể hiểm khích lúc trước, lại một lần nữa thả các nàng. Các nàng xấu hổ cũng không phải là lương tâm hổ thẹt, mà là cảm giác dọa người, cảm giác sỉ nhục. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người bắt giữ, vẫn là bị một cái so với các nàng còn nhỏ phi thăng giả cái này khiến các nàng mặt mũi mất hết mất hết mặt Giang giật sớm muộn có một ngày ta muốn đem ngươi chân áp cuồng hồ nổi giận gầm lên một tiếng bị hạ vỗ nhìn lướt qua nhưng cũng không dám nói tiếc khoác lác chỉ dám nói chân áp đi thôi hạ vỗ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua linh phi tiên cùng tiểu nho đế cũng không nói cái gì hóa thành một đạo hồng quang chỉ lên trời hồng giới phương hướng bay đi đao mẫn bọn người vội vàng đuổi theo Cuồng hổ viêm kỳ nhìn Linh Phi Tiên tiểu nho đế một chút, cũng chưa hề nói nửa câu nói nhảm đi theo hạ vũ hướng nơi xa bay đi. Đi thôi, về trước đi lại nói. Linh Phi Tiên đôi mắt lấp lẽ, mang theo tiểu nho đế bay mất, nhưng hai người không có cùng hạ vũ bọn người một cái phương hướng, mà là hướng một cái hướng khác bay đi. Hô hô, các loại chợt tất cả mọi người bay đi về sau, đại thống lĩnh mới dám đứng dậy, hắn phía sau lưng đều ướt đẫm. Vừa rồi những cái kia đại gia tộc công tử tiểu thư tùy ý một cái đều có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn, chứ nói chi là giang giật cái kia hung danh hách hách đại ma đầu. Giang giật, vì sao thả linh phi tiên cùng tiểu nho đế? Thiên đình nhanh chóng phi hành, giang giật cùng kha lộng ảnh vân băng ngồi ở một tòa lịch sử tao nhã thiền điện bên trong, vân băng có chút không hiểu mà hỏi. Giang giật đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hai người, bao quát hắn hoài nghi minh đế chuyển thế tại bán quái sơn người linh dương thượng nhân nho đế trên người sự tình tại vân băng xem ra cái này linh phi tiên cùng tiểu nho đế là tuyệt đối không thể lưu giang giật thản nhiên uống trà thiên đình bị luyện hóa ở bên trong hắn rất vị ý tự nhiên không tồn tại không gian giới chỉ không thể vận dụng sự tình hắn không có trả lời vân băng mà là ánh mắt nhìn về phía kha lộng ảnh nói lộng ảnh hẳn là minh bạch dụng ý của ta a à. đại khái minh bạch một ta kha lộng ảnh nghĩ nghĩ giúp giang giật giải thích nói hoài nghi chỉ là hoài nghi cũng không thể xác định minh đế chuyển thế tại ai trên thân Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế thiên tư không tệ, giống như hảo hảo bồi dưỡng thoáng cái, tại minh tộc quy một tiến công lúc cũng có thể ra một phần lực. Mặt khác, ta đoán chừng giang giật là muốn dùng các nàng đến ly gián cùng thiên hồng giới các tộc quan hệ A. Không sai, giang giật gật đầu nói, Linh Phi Tiên cùng tiểu nho đế làm như thế độc địa sự tình, coi như việc này bị thanh đế đẻ xuống, nhưng cũng sẽ để cuồng đế viêm đế như nghẹn ở cổ họng, để rất nhiều siêu cấp gia tộc đối tam tộc sinh ra để phòng chi tâm. Thanh đế khẳng định còn biết dùng tam tộc, tam tộc về sau cùng thiên hồng giới các tộc liên hợp lúc tác chiến, còn lại gia tộc tuyệt đối sẽ đề phòng bọn hắn. Đúng, đúng, Vân Băng đã hiểu, gật đầu nói, giết linh phi tiên cùng tiểu nho đế, việc này các tộc còn dễ dàng lãng quên. Giữ lại các nàng, cuồng hổ bọn người thế tất sẽ không bỏ qua, coi như không nháo sự tình, cũng sẽ đem các nàng sở tác sở vi truyền khắp các đại gia tộc. Vân tướng quân quả nhiên thông minh, Giang giật tiện tay vuốt đuôi nịnh bợ đi qua, Vân băng lông mày lập tức vui vẻ ra mặt, kha lộng ảnh che miệng cười khẽ. Giang giật nghĩ nghĩ, nói đến chính sự, hai vị đại tiểu thư các ngươi chạy về chỗ đó là đi thiên hồng giới, vẫn là đi cái nào ta có thể muốn trở về bế quan một đoạn thời gian, chờ ta đột phá phong đế cấp liền sẽ rời núi trinh chiến minh tộc. Nói lên cái này, vân băng cùng kha lộng ảnh đôi mắt đều ảm đạm xuống. Nhất là kha lộng ảnh, vừa mới tình yêu cuồng nhiệt lại muốn tách rời, cái này khiến nàng như thế nào cam lòng. Bất quá kha lộng ảnh rất biết rõ đại nghĩa, nàng biết rõ một cái đạo lý. Giang giật không có khả năng quang minh chính đại cưới nàng, dù sao lân hậu vẫn là thuộc về thanh đế bên này liên minh, giang giật cũng cũng không đủ thực lực lực kháng thanh đế, chẳng lẽ khống chế thiên đình bay thẳng vào thiên hồng giới cưới nàng. Mà nàng làm lân hậu làm tôn nữ, cũng không có khả năng cứ như vậy vô danh không có phân đi theo giang giật đi thiên yêu giới, sở dĩ hai người chỉ là tạm thời trước phân biệt. Nàng rất nhanh nghĩ thông suốt, trong mắt không bỏ biến mất, nàng nhìn qua Giang Giật gật đầu nói ra, chúng ta về trước Thiên Hồng giới đi. Giang Giật, ta, chờ ngươi trở lại, Giang Giật trọng trọng gật đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, mà lại cái này một ngày sẽ không quá lâu. chương 1982, Hài Tử, Thiên Yêu Giới, Giang Giật đem Kha Lộng Ảnh cùng Vân Băng đưa đi chạm trung chuyển, khống chế thiên đình lượn quanh rất lớn một vòng, lúc này mới thu hồi thiên đình, theo độc ma tử địa bên trong tiến vào thiên yêu giới. Cái này thiên đình có thể thu tại thiên châu bên trong, nhưng thật ra là một cái cấp cao nhất không gian thần khí thôi. Giang giật trở về, mọi người đại hỉ, Giang giật không ở bên người, y phiêu phiêu y thiền tô như tuyết bọn người luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, trở về tâm thoáng cái tự an tâm. Lúc đầu Giang giật chuẩn bị lập tức tìm cửu dương thiên đế si hồng báo cáo chiến quả, lại bị y phiêu phiêu cưỡng ép giữ chặt, hỏa long kiếm cũng không cho hắn, để hắn trước hảo hảo bồi bồi tô như tuyết y thiền bọn người. Thiên đình tới tay, Giang giật nội tâm đại định, cũng không vội ở giờ khắc này tòa này thiên đình quá cường đại giang giật xem như triệt để an toàn coi như thanh đế bọn người liên thủ đột kích hắn cũng có thể chống đỡ hai năm thiên đình hấp thụ hơn một vạn năm tinh thần chi lực bên trong tích lũy năng lượng có bao nhiêu giang giật đều không thể tưởng tượng cùng y phiêu phiêu y thiền tiền vạn quán bọn người nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành một trận yến hội tiền vạn quán hồi báo thoáng cái thiên yêu giới tình huống ngược lại là không có ra cái vấn đề lớn gì có tiền vạn quán cùng y phiêu phiêu tiểu ưng vương tại không ai dám làm loạn cơm nước no nê mọi người nhao nhao rời đi đem thời gian cùng không gian tặng cho giang giật cùng một đám kiều thê tiểu biệt thắng tân hôn giang giật nhìn qua đưa tình ẩn tình mang theo một tia khát vọng chúng nữ chỉ có thể từng cái giao lương để chúng nữ một giải nỗi khổ tương tư trải qua triền miên giang giật lúc này mới theo chúng nữ bên người bứt ra đi ra thiền điện phát hiện y phiêu phiêu một người cô đơn ngồi tại thiền điện bên trong giang giật sinh lòng áy náy liền vội vàng đi tới giữ chặt y phiêu phiêu tay nói ra mẫu thân Hải Nhi bất hiếu không có thêm bồi bồi mẫu thân, để mẫu thân một người quá cô độc. Cũng không có gì, thiền, như tuyết các nàng mỗi ngày bồi tiếp ta đây. Y phiêu phiêu lắc đầu, sau đó nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói ra, tiểu giật, người như cảm thấy mẫu thân cô độc, người tự cho ta sinh cái tôn nhi ra. Người gánh vác thủ hộ nhân tộc trách nhiệm, không có thời gian bồi mẫu thân, ta giúp người mang hài tử tự không cô độc. Hài tử, giang giật có chút kinh ngạc, hắn một mực nhiều chuyện, đột nhiên phát hiện không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. Hải tử, hắn có mấy cái kiều thê viên phòng rất nhiều năm, mỗi lần đều không có tận lực tránh thai, thời gian lâu như vậy đi qua, vì sao không có hải tử đâu? Nếu như nói chỉ có một cái thê tử, có lẽ có thể là nhà gái vấn đề, nhưng này a nhiều vợ con mà lại từng cái thân thể đều rất khỏe mạnh, thời gian dài như vậy đi qua, một cái đều không có mang thai, điều này nói rõ vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người hắn. Hắn hồi tưởng lại, y thiền bọn người tựa hồ cũng mịt mờ phàn nàn qua vài câu bất quá có thể vì chiếu cố mặt mũi của hắn, cũng không có nói rõ. Hắn trước kia không để ý, khi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc đều có thể chết đi, hắn cũng không dám muốn hài tử. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hài tử không vẻn vẹn giang ra kéo dài, càng là chúng nữ hy vọng, y phiêu phiêu cũng sẽ không như vậy cô độc khổ tịch. Chỗ đó có vấn đề, giang giật tự hỏi thân thể phi thường tốt đẹp, cùng phổ thông nam tử không có gì khác nhau, thậm chí bởi vì thể chất cường đại, lực bền bỉ sẽ còn lâu hơn một chút đã như vậy vì sao không có một cái nào nữ tử có thể mang bầu thực lực đến giang giật tình trạng này sinh bệnh là không thể nào hắn có thần thụ diệp coi như chân gãy lui một vạn bước nói coi như mệnh căn tử đoạn mất cũng có thể chữa trị như lúc ban đầu kia vì sao không thể để cho nữ tử thụ thai đâu loại chuyện này giang giật không tốt đến hỏi y phiêu phiêu hắn bồi y phiêu phiêu một hồi theo y phiêu phiêu trong tay nhận lấy hỏa long kiếm tiến vào một cái mật thất ông hắn quán chú thiên lực vào hỏa long kiếm bên trong rất nhanh một đạo màu trắng hư ảnh ra khỏi phòng bên trong si hồng cũng hiển lộ ra một đôi mắt ha 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 si hồng nhìn lướt qua giang giật cười ha hả nói vô danh tiểu tử này quả nhiên không chịu thua kém thiên đình cho cầm trở về cửu dương thiên đế gật đầu nói không tệ không để cho lão phu thất vọng giang giật lần này để ngươi độc thân mạo hiểm ngươi sẽ không trách ta chứ không dám giang giật minh bạch cửu dương thiên đế dụng tâm lương khổ hắn dừng một chút, phải đi tu la sơn sự tình toàn bộ nói một lần, cũng không có tăng thêm chính mình chủ quan phán đoán, mà là khách quan trình bày sự thực. Cửu dương thiên đế sau khi nghe song lâm vào thật sâu trầm tư, si hồng nổi giận thanh âm lại vang lên, cái này tam tộc quả nhiên vẫn là như cũ, con cháu đời sau không có một cái nào đồ tốt. Linh tiên yêu huyết thế mà còn dám luyện chế mị tâm tộc hừ hừ, trước kia chỉ mị hoặc đại gia tộc nữ tử, liền nam tử đều muốn mị hoặc sao còn có nửa quẻ tộc, nhìn hết tầm mắt thiên cơ bán quái sơn người có thể đoán ra hắn lúc nào chết sao si hồng nghĩ nghĩ lại nói ra tam tộc sớm không xuống núi trễ không xuống núi hết lần này tới lần khác ở thời điểm này rời núi biết được vô danh tàn hồn còn tại nhưng như cũ không ẩn lui vấn đề này càng lớn hơn theo ta thấy bán quái sơn người hẳn là minh đế chuyển thế thanh đế tên ngu xuẩn kia cũng vậy thế mà dễ dàng như vậy tự tin tưởng bán quái sơn người Cửu Dương Thiên Đế khoát tay áo nói, không có chứng cứ không nên tùy tiện khẳng định, quay đầu Giang giật ngươi có cơ hội nhìn một chút ba người này. Mặc dù lão phù biến thành tàn hồn, nhưng Minh Đế khí thức ta rất quen thuộc, chỉ cần cho ta nhìn một chút liền có thể kết luận. Lần này ngươi làm rất đúng, không có giết chết hai tộc hậu nhân, thiên hồng giới các đại gia tộc hẳn là lập tức hội cảnh giác lên. Giang giật khom người nói, thiên đế, si hồng đại nhân, ta chuẩn bị tại thiên yêu giới bế quan một đoạn thời gian, thẳng đến lôi điện áo nghĩa triệt để đại thành, nghĩ biện pháp đột phá phong đế cấp lại đi ra các ngươi cho rằng như thế nào không được cửu dương thiên đế bác bỏ nói người muốn tu luyện có thể tải thiên đình bên trong tu luyện người cũng biết thiên đình lực phòng ngự hấp thu hơn một vạn năm tinh thần chi lực coi như minh đế đột kích không có nửa năm cũng không phá được thiên đình sở dĩ người mang theo thiên đình vô cùng an toàn thiên đình bên trong có một cái hồng mông bí cảnh người có thể ở bên trong tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn ta biết ha à, sang giật luyện hóa thiên đình đối với thiên đình tình huống rất rõ ràng, hắn có chút không hiểu nói ra, ta liền định tại thiên đình tu luyện A, à, thiên đình có thể an trí tại long cốc bên ngoài, ta đi bên ngoài lại không sự tình, chẳng lẽ lại mang theo thiên đình khắp thế giới chuyển. Chính là muốn đi khắp thế giới chuyển, cửu dương thiên đế cười nhạt một tiếng nói ra, mặc dù ngươi cái kia kỳ dị tinh thần ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là đi bên ngoài đi dạo, tìm thêm tìm kim một thủy hỏa thổ năm loại thiên địa bản nguyên. Chờ ngươi tập hợp đủ năm loại thiên địa bản nguyên, nói không chừng sẽ đối với người có lớn lao có ích. Thiên địa bản nguyên, Giang giật có chút kinh ngạc, thiên địa này bản nguyên đích thật là đồ tốt, tỉ như vừa mới đạt được mục chi nguyên, liền để hắn đã có được sinh mạng chi dây leo. Có thể nhẹ nhóm hấp thụ địch nhân sinh mệnh lực, hỏa chi nguyên băng chi nguyên mục chi nguyên xuất động, hắn phong đế cấp phía dưới là vô địch tồn tại. Tốt, dù sao có thiên đình, hắn thiên hạ có thể đi, coi như đi minh giới còn không sợ. Minh đế muốn công phá thiên đình đều muốn nửa năm đâu, chỉ cần tại thiên đình bên trong, thanh đế mấy người cũng không làm gì được hắn, đi nhận chức địa phương nào đều không có nguy hiểm, một đường tu luyện một đường tìm kiếm thiên địa bản nguyên cũng là không tệ. Trọng yếu nhất chính là, hắn lần này truyền ra ngoài có thể mang theo y thiền các nàng, trên đời này còn có cái gì địa phương so thiên đình bên trong an toàn hơn đâu. Nghĩ đến y thiền các nàng, Giang giật nội tâm khẽ động, có chút lúng túng nói ra, thiên đế, si hồng đại nhân, ta phát hiện được ta thân thể xảy ra vấn đề, ta không cách nào thai ngén hậu đại các ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem. chương 1983, cưới ngươi, cửu dương thiên đế cùng si hồng thần thức đều tại giang giật trên thân đảo qua, nhưng dò xét mấy lần, hai người đều không có bất kỳ phát hiện nào. Giang giật thân thể phi thường tốt, phi thường hoàn mỹ, còn như vì sao không thể thai ngén hậu đại, cái này dùng cửu dương thiên đế kiến thức cùng trí tuệ cũng đều không hiểu. Thân thể đã không có vấn đề, kia tìm thần y cũng vô dụng, mà lại. Thiên hồng giới cũng không có thần y, chỉ có đỉnh cấp luyện đan sư, cường giả làm sao có cái gì bệnh a à sẽ chỉ trúng độc mà độc đều có thể bước đi ra nếu như là cường đại độc tìm thần y cũng không có cứu đã cửu dương thiên đế đều nhìn không ra vấn đề gì vậy liền đổi lại bất luận kẻ nào đều nhìn không ra vấn đề Giang dập nhất thời mấy cái đầu lớn bất hiếu có ba vô hậu vi đại giống như không thể thai ngén hậu đại chắc hẳn y phiêu phiêu y thiền bọn người sẽ rất thất vọng a à. thân thể của ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì vì sao không thể thai ngén hậu đại đâu nghĩ đến một trận Giang giật nhức đầu lắc đầu, chỉ có thể trước đem chuyện này vứt ở một bên. Nhìn xem về sau có thể hay không tìm vài ngày linh dược, hoặc là gặp được cái gì cao nhân. Trong tay hắn thiên châu sáng lên, lấy ra một cái màu đỏ vỏ kiếm, đây là dấu ở thiên đình bên trong cái cuối cùng hỏa long kiếm tàn kiện. Thiên đình đã bị giang giật đạt được, cái này tàn kiện tự nhiên cũng trong tay hắn. Ông, cái này tàn kiện không có bị minh khí ma hóa, vừa xuất hiện lập tức rung động không thôi, hỏa long kiếm cũng quang mang lấp lánh không ngớt. Giang giật tay vừa để xuống, kia hỏa hồng sắc vỏ kiếm lập tức hướng hỏa long kiếm bay đi, biến mất tại hỏa long kiếm bên trong, hỏa long kiếm bên trên cũng chưa từng xuất hiện một thanh kiếm vỏ, mà là nhiều một con rồng văn, khí tức càng thêm dọa người rồi, tuyệt đối nhưng so sánh hồng mông linh bảo. Ông, mười mấy cái chữ tiểu triện ký tự xuất hiện, tiến vào giang giật linh hồn bên trong, vô danh công pháp mới nhất trọng công pháp xuất hiện. Giang giật khóe miệng lộ ra đắng chát chi sắc, vô danh thần công đệ thất trọng còn không cách nào tu luyện, cái này đệ bát trọng công pháp xuất hiện cũng vô dụng thôi. Cái này vô danh công pháp, người không cần luyện. Cửu dương thiên đế có chút lúng túng nói ra, giang giật, vô danh công pháp phía sau tam trọng có vấn đề. Năm đó ta chỉ là thôi diễn ra, cũng không có tu luyện qua, sở dĩ căn bản là không có cách thôi diễn có chính xác không. Đoạn thời gian trước ta căn cứ tình huống của người thôi diễn một phen, phát hiện có rất lớn vấn đề. Sở dĩ, đằng sau tam trọng công pháp người không cần luyện, coi như muốn luyện, cũng cần chính người đi sáng tạo công pháp, đi thôi diễn. có vấn đề, giang giật trên trán xuất hiện ba đầu hắc tuyến, náo loạn nửa ngày lại là có vấn đề. chính mình sáng tạo thứ này làm sao sáng tạo a à hắn cũng không có thời gian này đi sáng tạo, mình đế lập tức sẽ xuất thế. cửu dương thiên đế khe khẽ thở dài nói, giang giật, ta hồn lực không nhiều, không cách nào tiếp tục thôi diễn ra còn lại hoàn thiện công pháp, sở dĩ hết thảy đều cần ngươi chính mình đi lục lọi giống như ngươi có thể tại bản đế tàn hồn tiêu tán trước đó đem công pháp này hoàn thiện bản đế chết cũng nhắm mắt ta giang giật nhìn thấy cửu dương thiên đế hơi mờ tàn hồn cũng không biết dùng cái gì nói an ủi hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói ra ta hết sức đi cửu dương thiên đế tàn hồn biến mất tại hỏa long kiếm bên trong si hồng con mắt cũng đã biến mất giang giật mang theo hỏa long kiếm ra ngoài tại thiên yêu giới chờ đợi bán nguyệt thời gian giang giật lần nữa bước lên hành trình bất quá lần này hắn không phải một người mang tới y phiêu phiêu y thiền doãn nhược băng tô như tuyết ma yêu nhi giang tiểu nô, còn mang tới tiểu ưng vương tư đổ nhất tiếu chiến vô song bọn người, tiền vạn quán ngược lại là lưu tại thiên yêu giới, hắn đối với tu luyện không có gì hứng thú. Chiến vô song bọn hắn tiến vào thiên đình bên trong hồng mông bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh cùng phía ngoài hồng mông bí cảnh không có gì khác biệt, ở bên trong tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Quy củ cũ, Giang giật lần này cũng mang theo thiên phượng đại đế ra, có một cái phong đế cấp đi theo chân chạy, rất nhiều chuyện làm thuận tiện. Lần này Giang Giật còn mang theo Phượng Nghê ra, không tiện ra mặt có thể để Phượng Nghê đi ra mặt. Thiên đình trong hư không chậm ung dung phi hành, Giang Giật cũng không biết đi cái nào tìm kiếm Kim Chi Nguyên, Thủy Chi Nguyên, Thổ Chi Nguyên. Hắn nghĩ nghĩ, liền để thiên đình hướng một cái thuộc về lân hậu bên kia chạm trung chuyển bay đi, muốn liên lạc kha lộng ảnh để nàng đi hỏi thăm một chút nơi đó có những thiên địa này Chi Nguyên. Hắn tiến vào thiên đình bên trong hồng mông bí cảnh, cùng giang tiểu nua tiểu ưng vương bọn người cùng một chỗ tu luyện lĩnh hội lôi sinh kim áo nghĩa cái này bí cảnh là năm đó một vị thiên đế dùng đại thần thông cưỡng ép hút vào thiên đình bên trong đây là một cái sa mạc bên trong nghe nói ẩn chứa chín loại bản nguyên áo nghĩa là hồng mông thế giới cấp cao nhất bí cảnh một trong bình thường hồng mông bí cảnh đều sẽ bị đại gia tộc chiếm lấy thanh đế cuồng đế viêm đế lân hậu đều riêng phần mình chiếm đoạt một cái hồng mông bí cảnh bất quá bản thân con em đông đảo phụ thuộc gia tộc cũng nhiều ưu tú tuổi trẻ con em càng là nhiều vô số kể, sở dĩ mỗi cái con em đi vào thời gian đều có hạn. Giang giật khác biệt, bên này chỉ có mấy người, giang giật có thể vô hạn để các nàng ở bên trong tu luyện, thẳng đến tìm hiểu bên trong bản nguyên áo nghĩa mới thôi. Thiên đình bên trong linh dược tồn chữ số lượng phi thường khủng bố, linh hồn loại linh dược cũng nhiều vô số kể, tại bí cảnh bên trong tu luyện thiên lực tiến triển thần tốc. Sở dĩ, tiểu ưng vương giang tiểu nô chiến vô song các nàng, chỉ cần không ngừng lĩnh hội bí cảnh bên trong bản nguyên áo nghĩa, thực lực cảnh giới liền có thể không ngừng tăng lên, chiến vô song hoàng phủ đào thiên bọn người muốn đột phá phong vương cấp, khẳng định cũng phi thường nhẹ nhõm. Giang giật tại sa mạc một tòa thạch phong bên trên ngồi xếp bằng, kỳ thật hắn sau khi đi vào, nội tâm có một ít không hiểu rung động, nếu như đi dụng tâm cảm ngộ, khẳng định có cơ hội cảm ngộ bên trong bản nguyên áo nghĩa. Bất quá, Giang giật nội tâm có lo lắng, không cách nào ổn định lại tâm thần. Lôi điện áo nghĩa hắn không cảm ngộ đại thành, hắn cũng cảm giác trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy một sự kiện hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý trước thôi diễn lôi điện áo nghĩa đến đại thành lại nói thiên đình chậm ung dung chỉ lên trời hồng giới bên kia bay đi một đường thường xuyên lại có tuần bên cạnh dùng nhưng giang giật đạt được thiên đình tin tức đã sớm truyền khắp thiên hồng giới thanh đế đều không làm gì được giang giật cái nào mắt không mở tuần bên cạnh dùng dám khiêu khích ta đã hiểu ta đã hiểu cái này áo nghĩa ta nhập môn khi tiến vào thiên đình ngày thứ bảy xếp bằng ở sa mạc bị cát vàng bao phủ giang tiểu nô đột nhiên ngạc nhiên kêu gọi đem bí cảnh bên trong tất cả mọi người giật mình tỉnh lại tiểu nô giang giật có chút kinh ngạc vào đây nhiều người như vậy không nghĩ tới trước hết nhất cảm mộ bản nguyên áo nghĩa lại là giang tiểu nô giang giật lập tức đại hỉ nói ra tiểu nô thật là lợi hại khoái cảm mộ cái này bản nguyên áo nghĩa chờ ngươi đột phá phong vương cấp kia một ngày ta đưa ngươi một kiện hồng mông linh bảo ách tiểu ưng vương chiến vô song hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất tiếu bọn người trong mắt quang mang trong nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng giang giật thế nhưng là thần hào a à, thiên đình bên trong hồng mông linh bảo cũng không ít giang giật nhìn thấy ánh mắt mọi người cực nóng nhìn qua trợn trắng mắt nói ra màu khác mị mị nhìn ta các ngươi bất kỳ người nào đột phá ngụy đế cấp ta đều đưa các ngươi một kiện hồng mông linh bảo bất quá thiên đình bên trong hồng mông linh bảo cũng không nhiều các ngươi ai trước đột phá ai hoàng phủ đào thiên sờ lên cái mũi nói giang giật không công bằng a à dựa vào cái gì tiểu nô muội muội đạt tới phong vương cấp tựu đưa chúng ta lại muốn đạt tới ngụy đế cấp a ha 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 giang giật cười ha hả nói bởi vì nàng là muội muội ta hoặc là ngươi đi biến tính làm muội muội ta ta cũng đưa ngươi giang tiểu nô bị giang giật tán dương thoáng cái mặt mày bên trong đều là mừng rỡ bất quá nàng dừng một chút đột nhiên cho giang giật truyền âm nói thiếu ra tiểu nô không muốn hồng mông linh bảo tiểu nô cũng không cần làm muội muội của ngươi tiểu nô muốn cái gì thiếu ra ngươi biết Tốt, nhìn qua Giang Tiểu Nô cặp kia tràn đầy hy vọng con ngươi, Giang giật cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm cự tuyệt nàng, gật đầu truyền âm nói, đợi ngươi đột phá phong vương cấp ngày ấy, thiếu gia tiểu cưới ngươi. Giang Tiểu Nô cười, cười bên trong mang nước mắt, chờ đợi vô số năm, nàng rốt cuộc chờ đến câu nói này. Chương 1984, Vương đạo chi sư. Thiên đình chính chậm rãi chỉ lên trời hồng giới bay tới tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên hồng giới. Thiên hồng giới rất nhanh hoành động, chẳng lẽ giang giật chuẩn bị lại ngày nữa hồng giới nháo sự tu la trên núi sự tình quá lớn căn bản giấu giếm không ở các đại gia tộc đều đi đại biểu đằng sau thanh đế mang theo một nhóm người đi sự tình căn bản là không có cách phong tỏa thoáng cái tự truyền ra linh phi tiên tiểu nho đế sơ tác sở vi tại cuồng hổ viêm kỳ cố ý tản dưới truyền khắp thiên hồng giới tam tộc hơn một vạn năm chuyện xưa bị người hữu tâm cố ý truyền bá ra linh tiên yêu huyết mị giáp tâm cùng nửa quẻ tộc năm đó vì sao bị cửu dương thiên đế chèn ép sự tình đều truyền khắp. Tăng thêm lần này linh phi tiên tiểu nho đế tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời thiên hồng giới các đại gia tộc quần tình huyên náo. Bất quá linh phi tiên cùng tiểu nho đế vừa về đến lập tức truyền tống đi thiên cương giới, thiên hồng giới tình huống các nàng vậy mà không biết. Trái lại giang giật, tại thiên hồng giới thanh danh bắt đầu hơi có chút cải biến. Đương nhiên, trong đó rõ ràng có một ít thế lực đại gia tộc trợ giúp nguyên nhân, tỷ như Kha Gia, tỉ như cửu dương quân những này thế lực lớn. Điểm trọng yếu nhất, Giang giật nói cửu dương thiên đế tàn hồn còn tại. Cái tin tức này làm cho cả nhân tộc cũng vì đó phấn chấn, cửu dương thiên đế A, đây chính là nhân tộc trong lịch sử vĩ đại nhất thiên đế. Hắn tàn hồn vẫn còn, nhân tộc tựa như tìm được chủ tâm cốt, thấy được một mảnh sáng sủa trời trong. Đã cửu dương thiên đế vẫn còn, Giang giật thân phận tự hoàn toàn khác biệt. Trước kia Giang giật là cái đại ma đầu, là tên sát tinh, cửu dương thiên đế tàn hồn còn tại giang giật lại thế nào có thể là ma đầu đây không phải là chứng minh cửu dương thiên đế mắt bị mù sao. Cửu dương thiên đế là nhân tộc thủ hộ thần, nhân tộc chi chủ, lại thế nào có thể mắt bị mù kia giang giật trước đó các loại truyền âm khẳng định tựu không thật là có người tận lực bóp méo. Giang giật lần này tại Tu La Sơn cùng thanh đế quyết định hiệp ước cầu hòa nội dung, bị truyền khắp thiên hồng giới. Giang giật ba cái yêu cầu đối với thanh đế tới nói rất quá đáng, nhưng đứng tại nhân tộc đồng minh bên này xem, lại là thật to công bằng đối nhân tộc có rất nhiều lợi minh tộc thế lớn minh đế sẽ xuất thế nhân tộc lúc nào cũng có thể hủy diệt giang giật nhiều lần thả cuồng hổ bọn người thậm chí còn cùng thanh đế nói chỉ cần hủy diệt minh tộc có thể tương thiên đế chi vị chắp tay nhường cho cái này lòng giả khí phách hoàn toàn chính xác thường nhân không thể so với nếu như là bình thường người thậm chí viêm đế cuồng đế nói tương thiên đế chi vị tặng cho thanh đế thế nhân khẳng định hội khịt mũi coi thường giang giật là thiên đế truyền nhân cửu dương thiên đế tàn hồn vẫn còn, hắn nói lời như vậy tự phi thường có thành ý, huống chi giang giật còn chiếm được thiên đình, có được thiên đế thần binh, đây chính là thiên đế biểu tượng. Muốn trở thành thiên đế, người đầu tiên phải có thiên hạ vô song chiến lực, sau đó phải có thiên đế thần binh, muốn có được thiên đình, cuối cùng còn muốn các đại gia tộc tâm phục khẩu phục. Thanh đế chiến lực thiên hạ vô song, nhưng hắn không có thiên đế thần binh, không có thiên đình, các đại gia tộc cũng không phục hắn. Sở dĩ hắn có thể là nhân tộc liên minh minh chủ, lại không cách nào ngồi lên thiên đế chi vị, mặc dù có thể dùng tạm thời hiệu lệnh thiên hạ, nhưng rất nhiều gia tộc âm thầm đều không phục. Giang giật có được thiên đế thần binh, có được thiên đình, phía sau còn có cửu dương thiên đế tàn hồn chỗ dựa. Chiến lực cũng cường hoành phi thường, mặc dù vẫn chưa tới thanh đế tình trạng, nhưng không nên quên giang giật còn trẻ. Không nói về sau có được vô hạn trưởng thành không gian, liền nói như cửu dương thiên đế ra mặt, để giang giật thượng vị, thiên hạ ai dám không theo. Giang giật lại ngay trước mặt mọi người, nói có thể đem thiên đế chi vị tặng cho thanh đế. Đây là cỡ nào lòng giả dạ khí phách giống như giang giật không phải một cái giả thánh nhân, vậy hắn liền là chân tâm dùng nhân tộc làm trọng. Lần này giang giật quang minh chính đại chỉ lên trời hồng giới bay tới, để rất nhiều gia tộc hoài nghi, giang giật có phải hay không nghĩ đến thiên hồng giới tổ kiến thuộc về mình thế lực. Tại Tu La Sơn hắn đã từng cùng thanh đế định ra hiệp ước cầu hòa, điểm thứ ba hắn nói qua ít ngày nữa hắn hội tổ kiến một đội quân đối kháng minh tộc, lần này lại thanh thế như vậy thật lớn ngày nữa hồng giới, tại các đại gia tộc xem ra hắn là muốn mượn cửu dương thiên đế danh nghĩa, quang minh chính đại triệu tập bộ hạ. Rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị, muốn hay không tại giang giật nâng lên đại kỳ sau trước tiên đầu nhập vào đi qua. Dù sao giang giật thủ hạ không có quá nhiều thủ hạ cùng quân đội, ngay từ đầu đầu nhập vào khẳng định lại nhận trọng dụng, thiên đình bên trong bảo vật cùng tài nguyên thế nhưng là để rất nhiều gia tộc đều đỏ mắt a. À. Giang giật nếu là thật sự khiêng cờ, cửu dương quân khẳng định hội cái thứ nhất hưởng ứng. Cửu dương quân nhưng mà năm đó thiên đế quân cận vệ, thiên đế tàn hồn còn tại, cửu dương quân há có thể không đuổi theo theo đạo lý. Trên thực tế, ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương, Kha Lộng Ảnh giờ phút này đã tại thiên hồng giới bên ngoài, tại một cái bí cảnh bên trong chờ đợi Giang Giật đến. Cửu dương quân một mực khuynh hướng Giang Giật, trước đó Giang Giật chiến lực không mạnh, thiên đế tàn hồn còn tại tin tức bọn hắn không biết, sở dĩ không có công khai tỏ thái độ. Giờ phút này Giang Giật cũng có thể làm cho thanh đế định ra hiệp ước cầu hòa, thiên đế tàn hồn còn tại tin tức truyền đến, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương lại thế nào có thể không đến. Báo, bí cảnh bên trong một cái trong cung điện, một cái lính liên lạc phi tốc đến báo, thiên đình tụ tập cái này bí cảnh đã không xa, nửa canh giờ liền có thể đến. Đi, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương liếc nhau, đứng dậy đi ra phía ngoài, Kha Lộng Ảnh đôi mắt có chút sáng lên. Chia tay lần trước Giang Giật nói lần nữa trùng phùng trời tử không sẽ quá lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy tựu gặp nhau ba người mang theo mấy ngàn hộ vệ hướng bí cảnh bên ngoài bay đi, tự sừng sững ở trong hư không lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, một tòa cử đại thành trì gào thét mà đến, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương nhìn một cái, tâm tình hơi có chút kích động. Các loại chờ thiên đình tới gần về sau, hai người mang binh một gối quỳ xuống, Ngụy Thiên Vương quát khẽ cửu dương quân thống soái Ngụy Bình Bình suốt bộ chuyên tới để nghinh đón thiên đế, khẩn cầu thiên đế triệu kiến. Ông, thiên đình quang mang lóe lên, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Kha Lộng ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ra thiên đình bên trong một tòa thiền điện bên trong. Giang Giật, Kha Lộng ảnh ánh mắt quét tới, nhìn thấy Giang Giật mỉm cười nhìn qua nàng, lập tức mừng rỡ kêu lên. Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương nhìn thấy Giang Giật về sau, lần nữa quỳ xuống nói tham kiến thiếu chủ. Đứng lên đi, Giang Giật khẽ vuốt cằm, hai người hôm nay tới đây nghinh đón cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn khoát tay chặn lại ra hiệu mọi người ngồi xuống, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương nhưng không có, Ngụy Thiên Vương mắt quang hỏa nóng nhìn qua Giang Giật nói ra, thiếu chủ, thiên đế gắn ở. Ông, Giang Giật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, cửu dương thiên đế tàn hồn xuất hiện, hắn hư ảnh cũng không có khí thức cường đại, nhưng cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt đứng thẳng, lại cho Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Kha Lộng ảnh một cỗ áp lực lớn lao. Bịch, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Kha Lộng ảnh nằm dạp trên mặt đất, đi một cái long trọng nhất đại lễ, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương mang theo thanh âm nghẹn ngào nói ra, thuộc hạ tham kiến thiên đế. Mặc dù cửu dương thiên đế chỉ có tàn hồn tồn tại, nhưng ngụy thiên vương cùng vân thiên vương lại vạn phần xác định, cái này đích xác là cửu dương thiên đế tàn hồn. Cửu dương thiên đế khí tức trên thân không người có thể bắt trước, cũng không ai dám bắt trước. Đứng lên đi, cửu dương thiên đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một cái giang giật nói, bản đế tàn hồn hồn lực không nhiều, về sau các ngươi liền nghe theo giang giật điều khiển đi. Cửu dương thiên đế tàn hồn biến mất tại hỏa long kiếm bên trong, ngụy thiên vương vân thiên vương lần nữa cong xuống, kích động nói ra quân thiên đế lệnh tất cả đứng lên giang giật lần nữa khoát tay áo lần này ngụy thiên vương cùng vân thiên vương mới dám ngồi xuống giang giật nhìn thoáng qua kha lộng ảnh cái sau rất hiểu chuyện bắt đầu châm trà giang giật mở miệng nói thiên hồng giới thiên cương giới thiên vũ giới tình huống như thế nào thanh đế ở đâu hết thảy như trước ngụy thiên vương trả lời thanh đế chưa có trở về đoán chừng đi hỏa ma hải lôi đình đường lịch luyện linh dương thượng nhân nho đế trở về thiên cương giới Cuồng đế viêm đế bọn người thì đi thiên vũ giới, bán quái sơn người đám người cũng không có đặc thù cử động, minh giới bên kia cũng rất yên tĩnh. Thiếu chủ, vân thiên vương chắp tay nói, người lần này trở về, thế nhưng là nghĩ có hành động giống như thiếu chủ nguyện ý đứng ra, chúng ta tự nhiên là thiếu chủ phất cờ hò reo, ta nghĩ thiên hồng giới rất nhiều gia tộc cũng sẽ bám vào thiếu chủ dưới cờ. Dù sao thiếu chủ bên này chiếm cứ đại nghĩa, là vương đạo chi sư. chương 1985, thiếu chủ, không, Giang giật lắc đầu nói, còn không phải thời điểm, sức chiến đấu của ta không có đạt tới phong đế cấp, đứng ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, lần này trở về ta là muốn làm điểm việc tư. Không phải lúc, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, bất quá ngẫm lại Giang giật cũng nói đúng, hắn còn không hoàn toàn có cùng phong đế cấp đối kháng chiến lực, đứng ra cho dù có người hưởng ứng, thanh thế cũng không lớn, chủ soái vô năng, hội mệt chết tam quân. Mà lại cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Giang giật là thiên đế truyền nhân, cái kia chính là minh đế số một địch nhân, tại tăng thêm nhân tộc nội bộ rất nhiều người muốn đối phó Giang giật. Đến lúc đó Giang giật có thiên đình có thể sẽ không chết, đi theo hắn người toàn bộ đều phải chết. Kha lộng ảnh cho Giang giật rót một ly trà, lúc này mới ngồi tại bên cạnh hắn, hỏi Giang giật, người lần này tới là có chuyện gì không? Giang giật nghiêm mặt nói, ta muốn tìm thiên địa bản nguyên, tỷ như mộc chi nguyên, kim chi nguyên, thổ chi nguyên, hỏa chi nguyên những này, các ngươi nhưng có phương diện này tình báo. Thiên địa chi nguyên, ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương liếc nhau, khẽ lắc đầu, Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ cũng thở dài, những vật này chúng ta ngược lại là nghe nói qua một chút truyền thuyết, bất quá cũng không có phương diện này chuẩn xác tư liệu. Cha, Giang giật hạ lệnh, làm phiền các ngươi giúp ta đi dò cha, tốt nhất là những cái kia tuyệt địa tư liệu, càng nguy hiểm càng tốt. Đương nhiên đừng tự tiện phái người đi vào dò xét, chỉ là siêu tập các phương diện truyền ngôn, lại từng cái phán đoán. Ác ma thâm nguyên liền là một cái tuyệt địa, căn bản không ai dám đi vào, mà lại người cũng không biết những thiên địa này bản nguyên, càng không cách nào xác định, sở dĩ không ai biết rõ bên trong có hỏa chi nguyên. Giang giật ngược lại là nhắc nhở ba người, Ngụy Thiên Vương trầm ngâm một lát nói ra, nếu như vậy suy đoán, thủy quyển tự có một cái tuyệt địa vô cùng nguy hiểm. Nghe nói bên trong có thủy thần, ngoại nhân trở ra đều sẽ bị thủy thần thôn phệ. Đã từng có thiên giới đại gia tộc phái phong vương cấp cường giả đi dò xét, cuối cùng cũng có đi không về, đằng sau tự không ai dám đi dò xét. Thủy quyền Hạ Vũ không phải liền là thủy quyền sao giang giật nhớ tới Hạ Vũ hỏi, Hạ Vũ ở đâu thiên hồng giới vẫn là thiên vũ giới. Thiên vũ giới, Kha Lộng Ảnh giải nói ra, thanh đế để nàng hồi trở lại thiên vũ giới thống soái thanh đế quân, có thể thanh đế đối với bán quái sơn người cũng có chút không yên lòng, sở dĩ để Hạ Vũ đi trưởng quản binh quyền. Dạng này a, à, giang giật phất phất tay nói, các người trước riêng phần mình trở về siêu tập tư liệu đi, càng kỹ càng càng tốt, ta tự tạm thời không vào thiên hồng giới, miễn cho thiên hồng giới bên trong rối loạn, ta sẽ chờ ở đây các ngươi tin tức. chỉ bằng vào một cái truyền ngôn, giang giật không tốt kết luận, ngụy thiên vương cùng vân thiên vương cáo lui rời đi. giang giật không để cho kha lộng ảnh lập tức trở về, hai người phân biệt cũng có bán nguyệt, giang giật quan tâm kha lộng ảnh thân thể, kha lộng ảnh cũng nghĩ cùng giang giật ở lâu một hồi. thiên đình lơ lửng tại thiên hồng giới bên ngoài, nhưng không có bất kỳ cử động nào để thiên hồng giới các đại gia tộc có chút ngoài ý muốn rất nhiều gia tộc còn tưởng rằng giang giật hội đứng ra công khai khiêng cờ bản đều chuẩn bị kỹ càng tìm nơi nương tựa lại không tốt hành động bất quá một chút gia tộc ngược lại là âm thầm liên hệ ngụy thiên vương biểu thị ý thần phục đương nhiên rất nhiều gia tộc đều là cỏ đầu tường cũng không phải là thật lòng quy thuận chỉ là hai bên lấy lòng mặc kệ thanh đế bên này thắng vẫn là giang giật cuối cùng thượng vị bọn hắn đều có thể thu hoạch chí ít sẽ không bị chèn ép ngụy thiên vương không có để ở trong lòng có gia tộc đến đây liên lạc hắn dù sao toàn bộ đáp ứng. Mặc kệ chân tâm hay là giả dối, trước đáp ứng lại nói, về sau có thể chậm rãi khảo nghiệm chung thần độ. Ngụy Thiên Vương thông qua những này gia tộc bắt đầu điều tra thiên địa chi nguyên tin tức, Kha Lộng Ảnh tại Thiên Đình bên trong ngây người nửa ngày trở về, lợi dụng Kha ra tình báo hệ thống bốn phía tìm hiểu. Ba ngày sau, Ngụy Thiên Vương cùng Kha Lộng Ảnh dò thăm ba cái địa phương, đều là tuyệt địa, một mực có các loại truyền ngôn, rất có thể bên trong có thiên địa bản nguyên. Trong đó một cái ngay tại Thiên Hồng giới liễu vực, nơi đó có một cái cự đại hố trời, cái này hố trời phương viên vạn lý đều có kinh khủng trọng lực, coi như phong đế cấp đi phụ cận đều không thể phi hành. đã từng thanh đế đi qua dò xét qua, đằng sau cũng không nói cái gì, chỉ nói để đại gia không muốn dưới hố trời. ngoại trừ thanh đế bên ngoài, bất kỳ cái gì hạ hố trời người đều không tiếp tục đi lên qua, hố trời biến thành thiên hồng giới một đại tuyệt địa một trong, kinh khủng trọng lực chẳng lẽ là thổ tri nguyên? giang giật như có điều suy nghĩ, thiên địa tri nguyên đều rất bá đạo đều có thần thông. Hỏa chi nguyên là trên đời này kinh khủng nhất hỏa diễm, băng chi nguyên liền phong đế cấp đều có thể đông kết, mộc chi nguyên có thể hấp thụ tính mạng con người chi lực, thổ chi nguyên có kinh khủng trọng lực cái này cũng rất dễ lý giải. Đi trước hố trời nhìn xem, Giang giật nghĩ nghĩ, đi liễu vực rất nhanh, theo cửu dương thành truyền tống đi qua là đủ. Thiên hồng giới không có phong đế cấp, cho dù có Giang giật cũng không sợ, thiên châu nơi tay hắn tùy thời có thể dùng tiến vào thiên đình bên trong, thanh đế cũng không thể tránh được lại nói cửu dương thiên đế cùng si hồng tàn hồn vẫn còn thiên phượng đại đế theo tới thanh đế coi như tới lại như thế nào đi giang giật mang theo ngụy thiên vương kha lộng ảnh gửi đi đưa ra thiên đình hắn đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong đi theo tiến vào bí cảnh bên trong trong truyền tống trận một đường truyền tống về cửu dương thành ông các loại chờ giang giật ra cửu dương thành về sau thành nội cửu dương quân còn có lưu thủ bảy cái thiên vương toàn bộ một gối quỳ xuống quát khẽ tham kiến thiếu chủ nhìn qua quen thuộc cửu dương thành nhìn qua từng mảnh từng mảnh quỳ xuống cửu dương quân, giang giật trong hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên tới cửu dương thành, khi đó kém chút bị đao nô một đao đánh chết, khi đó ăn bữa hôm lo bữa mai, thời thời khắc khắc đều có thể chết đi. Giờ phút này hắn lại có thể trở thành cửu dương quân chi chủ, ngẫm lại để hắn cảm giác có chút thổn thức. Đều đứng lên đi, cửu dương quân đã trước mặt mọi người quỳ xuống hành lễ, cái này cho thấy ngụy thiên vương bọn người đi theo quyết tâm. Trong thành này các gia tộc thám tử cũng không ít, cửu dương quân đây là công khai đánh thanh đế mặt, quyết tâm đi theo Giang Giật. Giang Giật không làm kiêu ngược lại cảm thấy trên bờ vai gánh càng ngày càng nặng. Hắn cũng không phải sinh tử của một người vấn đề, hắn một khi chết đi, rất nhiều người cũng muốn đi theo tao tội. Chư vị Thiên Vương tốt. Giang Giật từng cái cùng lưu thủ tại cửu dương thành các vị Thiên Vương chào hỏi. Tại đảo qua một Thiên Vương thời điểm, ánh mắt hắn hơi híp. Cái này thế nhưng là đau ra nô tài, xem ra cần phải tìm cơ hội để Ngụy Thiên Vương dọn dẹp một chút, kém nhất cũng muốn trục xuất cửu dương quân. Mộc thiên vương tại giang giật ánh mắt đảo qua về sau, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, theo giang giật trong ánh mắt, hắn thấy được tương lai của mình. Năm đó giang giật suýt nữa bị đao nô bọn người vây giết, mộc ra thế nhưng là ra lực. Đi thôi, giang giật không có tại cửu dương thành quá nhiều dừng lại, hắn không thể quá phong mang tất lộ, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Hắn mang theo ngụy thiên vương vân thiên vương kha lộng ảnh tiến vào truyền tống trận, truyền tống đi liễu vực. Cung tiến thiếu chủ, truyền tống trận sáng lên, sở hữu thiên vương mang theo thành nội cửu dương quân, lần nữa một gối quỳ xuống quát khẽ. Thanh âm giải rác phấn khởi, vang vọng toàn thành, thật lâu không ngừng. chương 1986, Hố Trời, liễu vực tại Trung Bộ, là thiên hồng giới nhất loạn địa phương, thường xuyên có đại gia tộc bị diệt, trong vòng một đêm đổi chủ sự tình lúc nào cũng phát sinh. Nhưng liễu vực ngược lại là có mấy trăm năm không có thay đổi qua chủ nhân, bởi vì liễu gia là một cái siêu cấp thế gia, nội tình rất mạnh, một mực lưng tựa viêm đế, tự nhiên không có gia tộc dám động liễu gia. Liễu gia đã từng đi ra một cái phong đế cấp cường giả, sở dĩ liễu vực chủ thành gọi liễu đế thành. Giờ phút này liễu đế thành trên quảng trường liễu gia tộc trưởng liễu như phong, chính mang theo một đám thành nội đại nhân vật thủ hộ tại một cái truyền tống trận bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cung kính. Cửu dương thành bên trong có liễu gia thám tử, sớm đưa tin đến đây, liễu như phong mặc dù là phụ thuộc viêm đế, nhưng giang giật giờ phút này thân phận gì hắn làm sao dám đắc tội. Ông! truyền tống trận rốt cuộc quang mang lấp lánh bốn nhân ảnh ngưng hiện bề ngoài giống như là một cái nho nhã trung niên nhân liễu như phong ánh mắt thoáng cái khóa chặt đứng ở chính giữa giang giật nội tâm âm thầm gật đầu mặc dù giang giật cảnh giới nhìn chỉ có phong vương cấp nhưng giang giật khí thế lại không yếu tại ngụy thiên vương cùng vân thiên vương một chút liền có thể nhìn ra bất phàm liễu như phong mang theo chúng cung nghênh giang công tử cung nghênh hai vị thiên vương cùng lộng ảnh tiểu thư liễu như phong dẫn một đám người đón hắn xưng hô giang giật là công tử là bởi vì hắn là ngụy đế cấp, giang giật mặt ngoài xem là phong đế cấp, mà lại hắn là viêm đế thủ hạ, sở hữu cũng không có biểu lộ quá mức thân mật cùng nịnh nọt. Không bằng hắn nói cung nghênh hai chữ, lại biểu lộ hắn đối giang giật tôn kính. Liễu đại nhân tốt, giang giật không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cũng không phải quá thân mật nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, lần này tới liễu vực không có việc gì, liễu đại nhân không cần phải để ý đến ta, chúng ta chỉ là đi hố trời đi dạo thôi. Hố trời, Liễu Như Phong cùng một đám liễu vực đại nhân vật có chút kinh ngạc, giang giật cái này không có việc gì rảnh đến nhất cả chứng hố trời thế nhưng là liền thanh đế cũng không dám xâm nhập địa phương, giang giật tự không sợ có đi không về. Liễu Như Phong suy nghĩ một chút vẫn là nhắc nhở, giang công tử, hố trời rất nguy hiểm, chúng ta liễu ra đã từng có một cái ngụy đế cấp tiên tổ tiến vào, cũng rốt cuộc chưa có trở về. Thanh đế lần trước đi vào, cũng biểu thị không thể xâm nhập, giang công tử mời thận trọng suy tính một chút. Ừm, ta đã biết hình cầu mở ra dưới truyền tống trận, giống như nguy hiểm ta sẽ không xâm nhập. Giang giật không muốn nói nhảm nhiều, liễu như phong cũng không còn khuyên nhiều, mang theo giang giật đi một cái truyền tống trận, giang giật cùng ngụy Thiên Vương các nàng truyền tống rời đi, liễu như phong tự mình tiếp khách dẫn đường. Cái này giang giật có phải điên rồi hay không vẫn là ngại mệnh trưởng. Đúng đấy, không bằng hắn như tiến vào hố trời vĩnh viễn ra không được cũng là chuyện tốt. Đừng nói mò, hắn nhưng là thiên đế truyền nhân, mặc kệ lập trường như thế nào, chỉ ít đối phó minh tộc chúng ta đều một đầu chiến tuyến người như quá tự phụ dễ dàng chết hiểu ha à? giang giật liễu như phong bọn người vừa đi liễu đế thành bên trong tựu vỡ tổ vô số người nghị luận ẩm ý có người hy vọng giang giật tiến vào hố trời tiểu vĩnh viễn đừng đi ra có người thì lo lắng giang giật chết đi cái này hố trời thế nhưng là hố chết không ít người a à? liễu như phong mang theo giang giật bốn người truyền tống đi một cái liễu vực thành nhỏ sau đó trực tiếp theo trong thành bay lên không hướng phía nam bay đi bay sau ba canh giờ đã tới một mảnh hoang nguyên, liễu như phong ngừng lại chỉ về đằng trước nói ra, giang công tử, hai vị thiên vương, lộng ảnh tiểu thư phía trước liền là hố trời phạm vi, ta còn là hy vọng các vị cẩn thận khi đi vào. đa tạ liễu đại nhân, chúng ta chỉ là đi vào đi dạo thôi, liễu đại nhân mời trở về đi. Giang giật nhàn nhạt gật đầu, cùng ngụy thiên vương bọn người liếc nhau, bốn người hướng phía trước mới bay đi, rất nhanh biến mất tại liễu như phong trong tầm mắt. Người tới, các loại chờ, giang giật các nàng sau khi đi, Liễu Như Phong lập tức quát khẽ, nơi xa một đạo bóng người như u linh bay vụt mà đến, người kia chắp tay nói, tộc trưởng. Giang giật, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương Kha Lộng Ảnh muốn đi vào hố trời, đem tin tức này lập tức truyền cho viêm đế. Người này hẳn là Liễu Gia Trinh sát thống lĩnh, phong vương cấp chiến lực, hắn có chút trần chờ mà hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn bố cục lừa giết Giang giật. Hố cái gì hố bằng vào chúng ta liễu ra có thể hố giang giật liễu như phong chừng mắt nói, chúng ta chỉ phụ trách truyền lại tin tức, phía trên muốn làm sao, là chuyện của bọn hắn. Không có mệnh lệnh truyền xuống, gia tộc tất cả mọi người không phải loạn động. Rõ, trinh sát thống lĩnh nhanh chóng lui ra, liễu như phong không có thối lui, mà là liền tại phụ cận sơn phong bên trong ngồi xếp bằng. Một là chờ giang giật các nàng ra, hai tự nhiên là giám thị, vạn nhất viêm đế bọn người có hành động, hắn cũng tốt phối hợp. Trọng lực quả nhiên cường đại, giang giật bốn người hướng phía trước mới bay đi ngàn dặm về sau, cũng cảm giác trọng lực tăng cường vạn lần, mọi người tiếp tục hướng phía trước mới bay đi trọng lực càng lúc càng lớn lần nữa bay ngàn dặm sau bốn người đều không thể phi hành chỉ có thể xuống dưới bôn tàu địa thế của nơi này bắt đầu cải biến biến thành một cái trậu địa càng đi về trước mới bôn tàu địa thế càng thấp tựa như một cái cự đại nồi sắt hố trời bôn tàu mấy ngàn dặm về sau bốn người thấy được phía trước một cái lỗ đen thật lớn kia hố trời phương viên có ngàn dặm đại từ xa nhìn lại tựa như một cái quái vật miệng lớn làm người sợ hãi các người chớ tới gần, đều ở nơi này. Giang giật nghĩ nghĩ mở miệng nói, nơi này trọng lực đã rất khủng bố, mọi người bôn tàu tốc độ đều nhanh không nổi, giống như lại hướng phía trước đi, các nàng có thể đều có tuột xuống nguy hiểm. Thiếu chủ, Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương cuống lên, Kha Lộng Ảnh có chút khẩn trương bắt lấy Giang giật tay. Giang giật chừng mắt nói, thế nào, các người còn muốn đi theo ta xuống dưới ta có thiên đình, thiên hạ có thể đi, các người đi theo sẽ chỉ nguy hiểm hơn. Kha Lộng Ảnh nghĩ nghĩ, mở miệng nói giang giật ta tùy ngươi cùng đi giống như tình huống không đúng ngươi có thể đem ta thu nhập thiên đình bên trong dù sao có thiên đình ta còn có thể gặp nạn sao giang giật trợn trắng mắt nói không lại kha lộng ảnh dứt khoát trực tiếp đem nàng thu nhập thiên đình bên trong ánh mắt của hắn quét qua ngụy thiên vương cùng vân thiên vương nói các ngươi chờ ở tại đây nếu như ta 10 ngày sau còn chưa có đi ra các ngươi hồi trở lại cửu dương thành công việc mình sự tình đi ta không chết được tốt kha à? Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương bất đắc dĩ gần đầu nói, Giang giật từng bước một hướng hố trời đi đến, tại hố trời biên giới hắn thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, lại phát hiện phía dưới sâu không thấy đáy, cái gì đều dò xét không đến. Ông, hắn lấy ra hỏa long kiếm, cửu dương thiên đế rất nhanh truyền âm nói, không sai, bên trong hẳn là có thổ chi nguyên, bất quá ta ở phía dưới cảm ứng được một chút sinh mệnh khí tức, có thể thổ chi nguyên dựng dục một chút kỳ dị sinh linh, người tốt nhất trước lĩnh hội lôi sinh thổ áo nghĩa lại xuống đi tốt giang giật nghĩ nghĩ quyết định cẩn thận một chút tốt hắn lui trở về còn mang theo ngụy thiên vương vân thiên vương rút lui mấy ngàn dặm lúc này mới lấy ra thiên đình đem ngụy thiên vương cùng vân thiên vương cũng thu nhập thiên đình cùng đi thiên đình bên trong hồng mông bí cảnh bên trong giang giật chuẩn bị bế quan mấy ngày đem lôi sinh thổ áo nghĩa lĩnh hội về sau lại tiến vào hố trời a à, liễu như phong nhìn thấy giang giật bọn người lui trở về sau đó giang giật lấy ra một tòa thành trì toàn bộ tiến vào thành trì bên trong hắn có chút mơ hồ chừng mắt nhìn, giang giật làm cái gì vậy tới hố trời lại không đi vào, đem thiên đình lấy ra khoe khoang sao. Liễu như phong không dám tới gần, cũng không dám rời đi, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Gần nửa ngày sau, giang giật còn không có bất kỳ cử động nào, cái kia trinh sát thống lĩnh ngược lại trở về, hắn chắp tay truyền âm bẩm báo nói, viêm đế đưa tin, bán quái sơn người linh dương sơn người nho đế đã bí mật khởi hành, hắn để chúng ta mật thiết chú ý giang giật tình huống như tiến vào hố trời trước tiên đưa tin cho hắn chương 1987, nơi này không đơn giản. Tại hồng mông bí cảnh bên trong, Giang giật cầm trong tay thần thụ diệp, cảm ngộ tốc độ sẽ đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Giang giật theo thiên yêu giới ngày nữa hồng giới trên đường, liền đem lôi sinh kim áo nghĩa cho tìm hiểu, ở bên trong tốc độ tu luyện quá nhanh, Giang tiểu nô tiểu ưng vương chiến vô song bọn người không muốn ra ngoài. Chỉ là ba ngày thời gian, Giang giật tự xuất quan, hắn đem kha lộng ảnh ném vào bí cảnh bên trong tu luyện, mang theo Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương ra. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương rất lớn tuổi, đã đến đều không thể đột phá một bước cuối cùng, nghĩ nhưng cũng không cách nào đạt tới phong đế cấp. Cửu Dương Quân nắm giữ một cái hồng mông bí cảnh, 36 vị Thiên Vương đô không có hy vọng đột phá, đi bí cảnh bên trong bế quan không có ý nghĩa. Giang giật đem hai người đặt ở bên ngoài, cũng là có đề phòng chi ý. Hắn cho hai người cùng nhau ngọc phù, vạn nhất bên ngoài xảy ra vấn đề gì, có thể bóp nát ngọc phù hắn có thể trước tiên biết rõ xảy ra chuyện. Hắn mang theo cả một nhà toàn bộ tại thiên đình bên trong, mặc dù theo lý thuyết hẳn là không người có thể công phá thiên đình, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hắn nói cho hai người ở bên ngoài thủ hộ 10 ngày là được, giống như 10 ngày sau hắn còn chưa có đi ra, vậy khẳng định ở phía dưới có chuyện gì làm trễ nải. Để cho hai người hồi trở lại cửu dương thành đủ chính mình sự tình, không cần phải để ý đến hắn, bởi vì hai người coi như quản cũng không quản được. Lôi sinh thổ áo nghĩa cảm ngộ đại thành, Giang giật không còn có một chút do so dự, cầm trong tay hỏa long kiếm nhanh chân hướng hố trời chạy đi. Đến hố trời khẩu sau hắn đem thiên phượng đại đế phóng ra, hai người hướng hố trời trực tiếp nhảy xuống. a à, vừa vào hố trời, Giang giật phát hiện trọng lực lần nữa tăng cường, hắn cùng thiên phượng đại đế như hai viên như đạn pháo hướng phía dưới rơi xuống. Mười vạn trượng, trăm vạn trượng, hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Giang giật trong thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, nhục thân đạt đến phong đế cấp, giờ phút này trọng lực khủng bố như vậy, Bọn hắn hạ xuống tốc độ quá nhanh quá nhanh, hắn cũng không dám chủ quan, cũng đừng rơi xuống trực tiếp cho đập chết. Cái này hố trời sâu bao nhiêu a? À? Giang giật cùng Thiên Phượng Đại Đế liếc nhau, hai người sắc mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì giờ phút này coi như Thiên Phượng Đại Đế đều không thể phi hành. Giống như không thể hấp thu phía dưới thổ chi nguyên, hoặc là hấp thu thổ chi nguyên sau trọng lực không biến mất, hai người đến lúc đó làm sao đi lên a? À? Chỉ có thể hy vọng thiên đình có thể chịu nổi nơi này trọng lực. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Giật cũng không có biện pháp, chỉ có thể trông cậy vào thiên đình. Hắn cùng thiên phượng đại đế tiếp tục nhanh chóng hạ xuống, để cho hai người khiếp sợ là hai người hạ xuống ngàn vạn trượng thế mà còn chưa tới đáy. Cẩn thận, liền muốn đến phần đáy, phía dưới có rất nhiều côn trùng. Cửu dương thiên đế đột nhiên nhắc nhở một câu, Giang Giật cùng thiên phượng đại đế truyền âm một câu, trên thân hai người thiên lực vận chuyển lại, thần thức hướng phía dưới nhanh chóng quét tới. Quả nhiên, phía dưới liền đến dưới đáy, phía dưới rất là khoáng đạt, giống như là một cái thế giới dưới lòng đất, Giang giật cùng thiên phượng đại đế thần thức nhìn lướt qua, trên mặt cơ bắp đều uốn éo, cảm giác có chút buồn nôn. Phía dưới đen kịt một màu, mặt đất cũng không bình, Giang giật cũng không có giỏ xét đến thổ chi nguyên. Phía dưới không có cái gì, chỉ có vô số côn trùng, bò đầy một chỗ, căn bản đếm không hết. Đám côn trùng này cũng không lớn, bàn tay dài như vậy, đầu tương đối lớn một chút, có hai ngón tay lớn như vậy, thân thể chỉ có một ngón tay dài như thế. Côn trùng toàn thân đều là màu đen, trên lưng có gai nhọn, tam giác đầu, răng cơ bản đều là đen nhánh, lại có bốn khỏa trưởng răng nanh là kim sắc, con mắt cũng là kim sắc, lập lòe tỏa sáng, kia bốn khỏa răng nanh thấy giang giật cùng thiên phượng đại đế nội tâm run dày. Hài cốt, giang giật cùng thiên phượng đại đế còn phát hiện côn trùng dưới có rất nhiều hài cốt, xem ra đều là không cẩn thận rơi xuống người, có thể còn bao gồm liễu như phong cái kia tiên tổ. Uống, còn chưa rơi xuống đất, thiên phượng đại đế tự công kích, hắn đánh ra một cái đại trưởng ấn ý đồ đem phía dưới côn trùng đập chết đồng thời cũng có thể mượn nhờ phản lực chậm lại hạ xuống tốc độ oanh mặt đất hơi chấn động một chút nhưng không có lõm đi vào giang giật cùng thiên phượng đại đế bị lực phản chấn chậm lại hạ xuống tốc độ nhưng phía dưới côn trùng nhưng không có bị bất cứ thương tổn gì thậm chí liền ra đều không có phá cái này côn trùng đến cùng là cái gì chủng loại làm sao có thể có như thế cường đại lực phòng ngự còn có nơi này mặt đất cứng vãi Giang giật cùng thiên phượng đại đế nội tâm hoảng hốt, phong đế cấp đánh ra một trường, thế mà không thể kích thương đám côn trùng này. Băng chi nguyên, giang giật không dám mạo hiểm, trong tay băng chi nguyên xuất hiện, đối phía dưới vỗ tới. Băng chi nguyên xuất hiện, bốn phía không gian trong nháy mắt tầng tầng đông kết, tự liền giang giật cùng thiên phượng đại đế đều bị đông cứng tiến vào. Bất quá trên thân hai người hạ xuống chi lực quá cường đại, hai người một đường phá băng mà xuống, dòng dã phá trăm trượng tầng băng thân thể mới đình chỉ hạ xuống. Tốt, phía dưới côn trùng đều bị đông cứng, Giang giật có chút an tâm, hắn nhìn lướt qua cóng đến run lẩy bẩy thiên phượng đại đế truyền âm nói, nếu không, ngươi vào thiên đình bên trong đi ta phóng hỏa đem những này côn trùng thiêu chết. Tốt, băng chi nguyên thiên phượng đại đế có thể kháng trụ, hỏa chi nguyên mặc dù có thể gánh vác, nhưng sẽ rất bị tội. Giang giật trong tay thiên châu xuất hiện muốn đem thiên phượng đại đế thu vào đi, nhưng mà để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh, thiên châu quang mang lấp lánh, thế mà không cách nào đem thiên phượng đại đế thu vào đi. Chuyện gì xảy ra, Giang giật lần nữa quán chú thiên lực đi vào, thiên châu quang mang lấp lánh đồng dạng không có hiệu quả. Hỏa long kiếm bên trong cửu dương thiên đế tàn hồn truyền âm nói, không cần thử, nơi này có tự nhiên đại trận, nơi này không gian quá vững chắc, là phía ngoài vạn lần. Người không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian thần khí, thiên đình nói cho cùng cũng là một cái không gian thần khí thôi. Tiểu tử, người phải cẩn thận ta, nơi này thật không đơn giản. Ừm, cửu dương thiên đế đều nói không đơn giản, cái này hố trời khẳng định không đơn giản. Thiên phượng đại đế tại cái này, giang giật mặc dù đi ác ma thâm nguyên hấp thụ rất nhiều hỏa chi nguyên, lại một đoàn cũng không dám dùng, thiên phượng đại đế chỉ có thể khổ chống đỡ cái này cực hàn nỗi khổ. Tạch tạch tạch, phía dưới truyền đến từng đạo rất nhỏ tiếng vang, giang giật cùng thiên phượng đại đế thần thức quét qua lại là giật mình. Những cái kia côn trùng thế mà đều động, miệng rộng nhúc nhích nhẹ nhóm cắn nát tầng băng nhanh chóng vào tới, băng chi nguyên ngưng kết ra khối băng thế mà có thể nhẹ nhóm gặm toái sinh mệnh chi đằng, một chi nguyên bên trong có một cái sinh mệnh chi đằng, giờ phút này ngay tại giang giật thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, giang giật duỗi tay ra sinh mệnh chi đằng xuất hiện, hướng phía dưới sông lên mấy đầu côn trùng quấn đi. Sinh mệnh chi đằng lực xuyên thấu phi thường khủng bố, tầng băng thế mà có thể nhẹ nhõm đâm xuyên. Sinh mệnh chi đằng quả nhiên bá đạo, mấy cái sông lên côn trùng bị sinh mệnh chi đằng cuốn lấy, trong thân thể sinh mệnh lực nhanh chóng bị hấp thu, cuối cùng trực tiếp chết đi tạch tạch tạch, nơi xa vô số côn trùng nhanh chóng vào tới, một đường phá vỡ băng cứng hướng hai người vào tới, giang giật âm thầm nhất cả trứng, sinh mệnh chi đằng chỉ có thể một cái một cái côn trùng rảo sát, không thể quét ngang một mảnh, chờ sở hữu côn trùng phá băng mà đến rồi, hắn dựa vào cái gì đi cản. Băng chi nguyên, hắn chỉ có thể lần nữa phóng thích băng chi nguyên, đem hắn cùng thiên phượng đại đế băng phong, sau đó để sinh mệnh chi đằng từng cái đi hấp thu đến gần côn trùng sinh mệnh lực trước chém giết đến gần côn trùng lại nói Thiên phượng đại đế bị đóng băng căn bản không động được, không chỉ có không thể hỗ trợ ngược lại trở thành vướng víu. Giang giật thần thức cực lực dò xét, phát bên trong thần thức cũng bị áp chế, chỉ có thể dò xét phương viên vạn trượng. Phương viên vạn trượng bên trong loại này màu đen tiểu côn trùng số lượng đạt đến mấy vạn, nơi xa còn có càng nhiều côn trùng liên tục không ngừng vào tới, thấy giang giật càng thêm nhức cả trứng. Đem người cái kia thôn thiên thú thả ra, nhìn xem có thể hay không có tác dụng. Cửu dương thiên đế truyền âm vang lên, giang giật nội tâm khẽ động, thôn thiên thú đã từng có thể khống chế một đám hoàng cát trùng, nếu có thể khống chế nơi này côn trùng, vậy liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. chương 1988, Hỗn Độn Trùng Thôn thiên thú là từng tại nguyên thủy bí cảnh bên trong may mắn đạt được, khi đó thôn thiên thú đi theo hắn, cũng là coi trọng hắn hỏa linh châu bên trong hỏa diễm. Cái này thôn thiên thú thích nhất thiên địa kỳ hỏa, là cái mười phần ăn hàng, đoạn thời gian trước một mực tại hỏa linh châu bên trong thôn vệ hỏa chi nguyên, ăn no tự ngủ, tỉnh lại ăn, cửu dương thiên đế không nhắc nhở giang giật, hắn đều quên cái này tiểu thú tồn tại. Thôn thiên thú nuốt chừng không ít hỏa chi nguyên, giờ phút này giang giật thần thức quét vào đi, phát hiện thôn thiên thú thế mà cao lớn hơn không ít. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ có đậu xanh lớn như vậy, không ngừng tiến hóa tiến hóa, đều to bằng nắm đấm, cánh tay dài như vậy. Tiểu mãnh ra làm việc, giang giật thần thức khóa chặt thôn thiên thú quát khẽ, cái kia thôn thiên thú không có nửa điểm phản ứng, tiếp tục ngủ say, Giang giật con người nhất chuyển lần nữa truyền âm nói, tiểu mãnh nhanh tỉnh lại, có ăn ngon. Quả nhiên, thôn thiên thú đôi mắt thoáng cái mở ra, hóa thành một đạo lưu quang theo hỏa linh châu bên trong bắn ra. Nơi này không gian vô cùng vững chắc, bất kỳ cái gì không gian thần khí đều không thể vận dụng, không biết là hỏa linh châu đặc biệt một chút, vẫn là thôn thiên thú có thể hóa thành lưu quang, thế mà có thể nhẹ nhõm bay ra ngoài. Đại mãnh liệt, món gì ăn ngon, thôn thiên thú bay vọt lên giang giật trên bờ vai, nó trái xem phải xem truyền âm nói, Đại Mãnh Liệt, nơi này trọng lực không chịu thua kém a, à, mà lại lạnh quá a, à, ngươi cũng sợ lạnh, Giang giật sờ lên cái mũi, chỉ vào bốn phía không ngừng đến gần côn trùng nói ra, nhanh đi đem những cái kia tiểu côn trùng khống chế hoặc là thôn phệ, ta chế chút đưa ngươi một chút mộc chi nguyên băng chi nguyên ăn một chút như thế nào? Cái gì là mộc chi nguyên băng chi nguyên so với cái kia hỏa diễm còn tốt ăn tiểu thú mơ hồ nháy nháy mắt, có chút không rõ. Khẳng định so hỏa chi nguyên ăn ngon, nhanh đi làm việc nếu không về sau không cho ngươi ăn ngon. Giang giật trừng mắt, sống còn con hàng này còn đang suy nghĩ lấy đồ ăn. Tốt, Giang giật nổi giận, tiểu thú phía sau cánh chim màu vàng một cái, thân thể bay đi, trực tiếp đâm xuyên băng cứng mà ra, cái này rắn chắc băng cứng thế mà không cách nào ngăn cản nó một lát. Giang giật một bên khống chế sinh mệnh chi đằng rảo sát đến gần tiểu côn trùng, một bên thần thức khóa chặt thôn thiên thú, muốn nhìn một chút nó phải chăng có thể khống chế những cái kia tiểu côn trùng. Chi chi, Tiểu thú quái khiếu hai tiếng, bắn thẳng đến tiểu côn trùng mà đi, nó rất nhanh liền tới gần những cái kia tiểu côn trùng, trên đầu độc giác quang mang lấp lánh. Chỉ là tiểu thú rất nhanh liền bắn ngược mà quay về, trong mắt chợt lóe sáng truyền âm nói, "Đại mãnh liệt, đám côn trùng này gọi hỗn độn trùng, cùng ta là một cái cấp bậc, ta không khống chế được, cùng ngươi một cái cấp bậc." Giang giật nhướng mày, Cửu Dương Thiên Đế có chút kinh nghi truyền âm ra, lại là hỗn độn trùng thiên đình bên trong có ghi chép đã từng có một cái thiên đế tao ngộ qua đây là hỗn độn mới bắt đầu đản sinh thần trùng giang giật lần này làm phiền ngươi hơi lớn cái này hố trời hơn một vạn năm trước không có a à, làm sao có thể sinh ra như thế cường đại côn trùng hố trời phía dưới có cái gì hố trời phía dưới có cái gì giang giật không có chút nào quan tâm hắn chỉ để ý đám côn trùng này tới gần có hậu quả gì không ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu thú nói chẳng lẽ không có biện pháp nào sao ngươi muốn làm sao mới có thể đối phó những cái kia côn trùng lại tiến hóa một lần. Tiểu thú truyền âm tới nói, bất quá ta tiến hóa rất nhiều lần, muốn lại tiến hóa một lần phi thường khó khăn, ta cũng không biết. Lại ăn cái gì mới có thể tiến hóa? Ăn cái gì? Giang giật não hải nhanh chóng chuyển động, trực tiếp quát khẽ nói tiểu mãnh người có thể hay không tiến vào trong thân thể ta ta thứ chín khỏa tinh thần bên trong có rất nhiều năng lượng cùng thiên địa bản nguyên, người xem một chút cái gì có thể ăn, cái gì có thể tiến hóa tùy ý ăn. Không có vấn đề, tiểu thú con mắt thoáng cái sáng lên, nó có thể biến thành hư thể tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải, tự nhiên cũng liền có thể đi vào giang giật trong thân thể. Nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào giang giật trong thân thể, tại giang giật chỉ dẫn dưới, một đường tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Oa vừa tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần, tiểu thú con mắt thoáng cái bẩy ra đến dọa người, thẳng đến thứ 9 khỏa tinh thần bên trong một chi nguyên mà đi, nó ở bên trong kêu to lên, đại mãnh liệt, đây chính là một chi nguyên sao tốt cường đại sinh mệnh chi lực còn có cái này, cái này năng lượng ta cũng tốt thích, đại mãnh liệt kiên trì một đoạn thời gian, ta thôn phệ một chút mộc chi nguyên cùng những năng lượng này, rất có thể hội tiến hóa. Thôn thiên thú nhìn qua mộc chi nguyên cùng tinh thần chi lực hai mắt phát sáng, nó xem tinh thần chi lực, vẫn là dung hợp kha lộng ảnh năng lượng quỷ dị tinh thần chi lực. Rất hiển nhiên Mộc Chi Nguyên cùng dung hợp sau tinh thần chi lực đối với nó trợ giúp rất lớn. Mau ăn mau ăn, nhanh lên tiến hóa, nếu không ta liền muốn treo. Giang giật truyền âm đi vào, tự mặc kệ thôn thiên thú, hắn một bên khống chế sinh mệnh chi đằng tiếp tục rảo sát đến gần côn trùng, một bên thần thức bốn phía liếc nhìn. rất nhanh hắn phát hiện tiếp tục như vậy không được, côn trùng nhiều lắm, sinh mệnh chi đằng từng cái rảo sát căn bản giết không nổi. phượng tử, người đem thần thụ diệp luyện hóa, chế chút người phải gặp ta tội. giang giật cắn răng, đem thần thụ diệp giải trừ tinh thần liên hệ, chuẩn bị phóng thích hỏa chi nguyên. nếu không cho đám côn trùng này tới gần, ai biết có hậu quả gì không kia bốn quả chiếu lấp lánh răng nhanh thấy quá làm cho người ta tâm sợ. Tốt, thiên phượng đại đế biết rõ tình huống tính nghiêm trọng, chỉ có thể nhanh chóng luyện hóa thần thụ diệp. Giang giật giải trừ tinh thần liên hệ, thiên phượng đại đế luyện hóa ngược lại là nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang hắn quát khẽ tốt. Ừm, ác ma thâm uyên bên trong một nửa hỏa chi nguyên đều bị giang giật hấp thu, hắn dùng không có nửa điểm đau lòng, dù sao hồng mông thế giới hỏa chi nguyên khẳng định còn có rất nhiều, sử dụng hết đến lúc đó lại tìm kiếm là được rồi. Trong tay hắn hỏa chi nguyên xuất hiện, đối bên trái đột nhiên vỗ tới, Hỏa chi nguyên xuất hiện bốn phía băng cứng trong nháy mắt hòa tan, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thế giới dưới đất. A, à, Thiên Phượng Đại Đế lập tức hét thảm lên, băng chi nguyên mặc dù sẽ băng phong Thiên Phượng Đại Đế, nhưng sẽ không quá bị tội. Hỏa chi nguyên khác biệt, Thiên Phượng Đại Đế cả người đều bốc lên khói xanh, da thịt truyền ra mùi thịt, mặc dù không đến mức thoáng cái thiêu chết, nhưng phi thường chịu tội. Ông, thần thụ diệp sáng lên, Thiên Phượng Đại Đế thân thể nhanh chóng được chữa trị. Nhưng hỏa chi nguyên tiếp tục đốt cháy thiên phượng đại đế thân thể bỗng chốc bị đốt bị thương, thần thụ diệp lại nhanh chóng được chữa trị, tại thống khổ cùng trong vui sướng lặp đi lặp lại dày vò, tại thiên đường cùng trong địa ngục luân hồi. Còn tốt, còn tốt, giang giật thần thức quét qua, phát hiện hỏa chi nguyên vẫn có thể trọng thương đến gần côn trùng. Hỏa diễm vốn là cuồng bạo tồn tại, lực phá hoại rất cường đại, đám côn trùng này toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhẹ nhõm bị đốt bị thương, mặc dù thoáng cái không bị chết đi, nhưng lại không cách nào tới gần. Thiên phượng, Người trước kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta hướng phía trước phá vây, tìm một cái lợi cho phòng thủ địa phương. Giang giật quát khẽ một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước di động, hắn nghĩ nghĩ để băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên thay phiên phóng thích, băng hỏa giao hòa, dạng này không chỉ có thể ngăn cản côn trùng nhanh chóng tới gần, cũng có thể càng lớn trình độ trọng thương chém giết côn trùng. A, à, thiên phượng đại đế càng thêm tao tội, băng cùng lửa giao hòa a, à, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể rời đi giang giật quá xa. Nếu không những cái kia côn trùng sẽ đem bao phủ. Hướng bên trái đằng trước đi, bên kia có đầu thông đạo, các ngươi lần theo thông đạo đi, đi xem một chút hố trời phía dưới đến cùng có cái gì. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm vang lên, thanh âm bên trong có chút hiếu kỳ, hắn năm đó thống trị vạn giới thời điểm cũng không có hố trời xuất hiện, giờ phút này đảo gây nên hứng thú của hắn. Hố trời phía dưới có trong truyền thuyết hỗn độn trùng, cái này chứng nhận trời sáng hố phía dưới tuyệt đối không đơn giản chương 1989, hố trời chi bí. Hố trời hoàn toàn chính xác không đơn giản, tại thu được giang giật hạ hố trời về sau, viêm đế trước tiên đưa tin cho bán quái sơn người linh dương sơn người nho đế. Mà ba người đã bí mật ẩn núp tới thiên hồng giới, giờ phút này đã đến liễu vực phía tây hắc vực. Viêm đế biết được hố trời một cái bí mật, không bằng hắn không dám đắc tội giang giật, thanh đế đi lôi đình đường trong lúc nhất thời không cách nào gấp trở về, sở dĩ viêm đế đem bí mật này nói cho bán quái sơn người. Bán quái sơn người nhận được tin tức về sau, phi thường quả quyết mang theo linh dương thượng nhân nho đế tới thiên hồng giới, chuẩn bị đối phó giang giật. Bán quái sơn người đã từng cùng linh phi tiên tiểu nho đế nói qua, bọn hắn tam tộc cùng giang giật vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu Bởi vì tam tộc cùng cửu dương thiên đế ở giữa thù không đội trời chung, huống chi giờ phút này cửu dương thiên đế tàn hồn vẫn còn ở đó. Tam tộc đã quyết định xuất thế, biết được cửu dương thiên đế tàn hồn tồn tại cũng không lánh đời, vậy liền cho thấy cùng giang giật cửu dương thiên đế thế bất lưỡng lập quyết tâm. Giờ phút này có cơ hội ám toán giang giật cửu dương thiên đế một lần, bọn hắn lại thế nào có thể không nắm chặt cơ hội đâu. Trên thực tế, hố trời không phải một cái mà là hai cái, liễu vực phía tây ức vạn lý hắc vực bên kia còn có một cái hố trời, mà lại hai cái này hố trời vẫn là tương thông. Khống chế hắc vực hắc ra, đồng dạng phụ thuộc viêm đế, sở dĩ hố trời sự tình viêm đế phi thường tinh tường. Hắn còn tự thân xuống dưới qua, bất quá là vụng trộm theo hắc vực bên này đi xuống, ngoại nhân không được biết thôi. Hai cái hố trời, phía dưới lại là núi liền cùng một chỗ, thông hướng một cái rất thần bí địa phương, cái này chỗ phương viêm đế cái này đều không muốn lại đi. Sở dĩ khi biết giang giật đi hố trời về sau, viêm đế chính mình không có động thủ, cũng không dám xuống dưới, thả ra một tin tức để bán quái sơn người chính bọn hắn hành động. Xác định ra đi, bán quái sơn người tại hắc vực một cái tòa thành bên trong đạt được đưa tin về sau, đôi mắt lóe sáng đối linh dương sơn người cùng nho đến nói ra đã như vậy hai người các ngươi hành động đi chú ý lần này tuyệt đối không nên lỗ máng có thể thành là thành giống như không thể được không phải mạo hiểm bán quái sơn người đưa qua một phần địa đồ linh dương thượng nhân nhận lấy nhìn mấy lần thu nhập trong giới chỉ gật đầu nói sơn nhân yên tâm chúng ta sẽ không lỗ máng một khi tình huống không đúng chúng ta hội lui về đến cũng sẽ bóp nát ngọc phù Tốt, bán quái sơn người mang theo linh dương sơn người cùng nho đế đi ra tòa thành, tại hắc vực vực chủ dẫn đầu dưới nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi, rất mau tiến vào một tòa cự đại bên trong dãy núi. Vùng núi này bên ngoài đều là hắc vực quân đội, vùng núi này tại phát hiện hố trời về sau, viêm đế liền hạ lệnh đem dãy núi phong tỏa. Sở dĩ bên này cũng có hố trời sự tình, thiên hồng giới cũng không cảm kích. Bán quái sơn người mang theo ba người tiến vào dãy núi chỗ sâu, tìm được cái kia hố trời, cái này hố trời so liễu vực bên kia ít đi một chút trọng lực cũng không có khủng bố như vậy phóng kim thừng bán quái sơn người vung tay lên hắc vực vực chủ lấy ra một cái to lớn dây thừng hướng hố trời bên kia vung đi dây thừng kéo dài vô hạn xuống dưới cái này dây thừng là một kiện bảo vật có thể vô hạn dài ra không có cực hạn đi xuống đi tình huống không đúng lập tức lần theo kim dây thừng đi lên ta hội tiếp ứng các ngươi bán quái sơn người vung tay lên linh dương sơn người cùng nho đế hướng hố trời chạy đi Hai người bắt lấy kim dây thường nhanh chóng hạ xuống, cái này hố trời trọng lực kinh khủng, bằng vào Linh Dương Sơn người cùng nho đế thực lực là không cách nào bay lên. Có kim dây thường có bán quái sơn người ở phía trên tiếp ứng, hai người như ở phía dưới gặp được nguy hiểm, có thể nhẹ nhõm tiếp dẫn đi lên. Nhìn qua Linh Dương thượng nhân cùng nho đế biến mất tại trong hố trời, bán quái sơn mắt người mắt dần dần lạnh xuống, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, vô danh lão quỷ, hơn một vạn năm đi qua, lần trước còn cùng thanh đế một trận chiến người hồn lực còn thừa không có mấy a à chỉ cần đem giang giật tiêu diệt người còn lại điểm ấy hồn lực còn thế nào lại bồi dưỡng một cái truyền nhân ra hố trời hố trời bán quái sơn người lại hiếu kỳ nhìn qua phía trước nhìn không thấy đáy hố trời nhớ tới viêm đế cho hắn tư liệu cảm khái cái này hố trời đến cùng là cái gì vì sao dưới đáy lại như thế kinh khủng tồn tại đâu chẳng lẽ hố trời liên tiếp chính là một thế giới khác liên tiếp chính là tiên vực tiên vực chi môn ngay tại hố trời phía dưới bán quái sơn người không biết hắn cũng không dám xuống dưới nhất định phải có người ở bên ngoài tiếp ứng nếu không dễ dàng đầy bàn đều thua hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi linh dương sơn người cùng nho đế trở về bên kia đáy hố trời giang giật mang theo thiên phượng đại đế lần theo cửu dương thiên đế chỉ dẫn một cái địa động chính chậm chạp tiến lên trong sơn động đều là hỗn độn trùng sơn động chỗ sâu còn có vô số tiểu côn trùng vào tới không có cuối cùng giang giật ngược lại là không quan trọng băng chi nguyên hỏa chi nguyên đủ chỉ là thiên phượng đại đế khổ ta hắn giờ phút này muốn tự tử đều có Thiên phượng đại đế là tiến thối không được, hắn trên đường còn nếm thử rời đi giang giật xa một chút, thả ra công kích trận đánh đuổi theo phía sau côn trùng. Đáng tiếc những cái kia côn trùng lực phòng ngự quá mạnh, hắn như thế chiến lực mạnh mẽ thế mà không cách nào đánh giết đám côn trùng này, chỉ có thể đánh bay. Côn trùng nhiều lắm, một mình hắn ngăn cản quá khó khăn, chủ yếu là không có còn lại đường có thể đi, cũng không ra được hố trời, hắn chỉ có thể tiếp tục khổ bước đi theo giang giật. Sơn động rất dài, uốn lượn tĩnh nghịch, một đường hướng phía dưới dọc theo, cũng không biết cuối cùng thông hướng nơi nào. Giang giật cùng thiên phượng đại đế đều đi về phía trước vạn lý, còn chưa đi đến cuối cùng, thiên phượng đại đế một đường kêu thảm không ngừng, hắn cảm giác cái này vạn dặm đường tựa như hoàng tuyền lộ, một đoạn này hành trình là hắn nhất đời thống khổ nhất hành trình. Phía trước côn trùng vẫn là không có cuối cùng, tiểu thú thôn vệ một đoàn nhỏ mộc chi nguyên, một chút dung hợp huyền hoàng chi lực sau tựu ngủ say, một mực không có tỉnh lại. Không có tìm được thổ chi nguyên, nơi này trọng lực rất cường đại, vách đá cứng rắn tới cực điểm, giang giật không đường có thể đi, chỉ có thể một đường hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên giao thế sử dụng, côn trùng nhận được cực hàn băng phong về sau, lại bị kinh khủng hỏa chi nguyên thiêu đốt, thường thường đều sẽ trọng thương căn bản không động được, giang giật cùng thiên phượng đại đế dẫm lên côn trùng thân thể tàn phế một đường tiến lên. Một vạn năm ngàn giảm, thông đạo đột nhiên hướng phía dưới đột một thẳng sinh trưởng, tại dưới tác dụng của trọng lực, giang giật cùng thiên phượng đại đế bôn tàu tốc độ tăng nhanh. Giang giật chỉ có thể tăng tốc băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên phóng thích tốc độ, nội tâm của hắn có chút lo lắng, giống như lối đi này một mực hướng phía dưới dọc theo, một mực không có cuối cùng, chờ băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên sử dụng hết, hắn cùng thiên phượng đại đế nên làm cái gì? Ba vạn lý, ngay tại thiên phượng đại đế đều nghĩ từ bỏ, đều không muốn tiếp tục tiếp nhận xuống dưới lúc, phía trước thông đạo đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Mà lại nơi này thiên địa linh khí đột nhiên trở nên nồng nặc lên, để giang giật cùng thiên phượng đại đế nội tâm giấy lên hy vọng theo thông đạo tiếp tục tiến lên tại sau gần nửa canh giờ giang giật cùng thiên phượng đại đế phát hiện phía trước đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng nương theo lấy hai người tiến lên cái kia điểm sáng càng lúc càng lớn hai người rốt cục đi tới cuối lối đi mà lại cuối lối đi phi thường sáng ngời cũng không biết có cái gì thật là nồng nặc thiên địa linh khí giang giật tinh tế cảm ứng thoáng cái phát hiện nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đã vượt qua hồng mông bí cảnh nội tâm của hắn kinh nghi không thôi phía dưới này đến cùng có cái gì làm sao có thể thiên địa linh khí nồng đậm đến tình trạng như thế. Quả nhiên, cửu dương thiên đế truyền âm vang lên, hắn cảm khái nói, ta sớm nên nghĩ đến, ngoại trừ trong truyền thuyết hỗn độn bí cảnh bên ngoài, còn có cái gì địa phương có thể sinh ra hỗn độn trùng đâu giang giật ngươi vận khí rất tốt, cũng rất xấu, bị ngươi tìm được một cái hồng mông thế giới nhất cường đại bí cảnh, hỗn độn bí cảnh. Bất quá, trong lịch sử có hai cái thiên đế ghi chép, hỗn độn bí cảnh phi thường khủng bố, người tốt nhất cẩn thận chút. Chương 1990, hỗn độn bí cảnh. Liên lịch đại thiên đế đều ghi chép hỗn độn bí cảnh phi thường khủng bố, vậy khẳng định trình độ kinh khủng vượt qua giang giật tưởng tượng. Giang giật đều có chút không dám hướng phía trước đi lại, chỉ là giờ phút này đã mất đường thối lui, hắn chỉ có thể cắn giang tiếp tục tiến lên. Càng đi về phía trước, phía trước càng ngày càng sáng, tại một nén nhang sau giang giật cùng thiên phượng đại đế rốt cục đi ra cửa sơn động. Phía trước thế giới đột nhiên trở nên sáng lên, giang giật cùng thiên phượng đại đế nhìn mấy lần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phía trước lại là một mảnh rộng lớn bát ngát hải dương, những cái kia hỗn độn trùng toàn bộ đều là theo trong hải dương dũng mãnh tiến ra, lít nha lít nhít lên núi động bên này vào tới. Bờ biển khắp nơi đều là hỗn độn trùng, tại giang giật cùng thiên phượng đại đế sau khi xuất hiện, những cái kia hỗn độn trùng đều bị dẫn dắt, như ong vỡ tổ hướng bên này vào tới. Giang giật nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, phát hiện phía trước cũng không phải là một mảnh hải, những cái kia cũng không phải nước biển, mà là một mảnh dịch thái không hiểu vật chất, thuần bạch sắc cảm giác giống như là từng đoàn từng đoàn bột nhão những cái kia nồng đậm thiên địa linh khí tụ theo những này bột nhão bên trong phát ra cái này hỗn độn trùng hiển nhiên cũng là cái này bột nhão thai ngén mà ra thiếu chủ làm sao bây giờ giang giật kinh ngạc ngẩn người thiên phượng đại đế lại gấp nhiều như vậy hỗn độn trùng bọn hắn muốn chết tại cái này a à. coi như thời gian ngắn có thể chịu nổi hắn còn muốn khổ thân bao lâu a à. đi bên phải bên kia có cái chết thông đạo có thể tạm thời đứng vững Cửu dương thiên đế thần thức so giang giật mạnh hơn nhiều, hắn rất mau tìm đến rất tốt địa thế. Giang giật giật mình tỉnh lại, một bên phóng thích băng chi nguyên hỏa chi nguyên, một bên mang theo thiên phượng đại đế di chuyển nhanh chóng. Cái này hỗn độn bí cảnh cửu dương thiên đế cũng không phải rất hiểu, lại thêm hắn là tàn hồn trạng thái, không có quá mạnh chiến lực, sở dĩ trong thời gian ngắn hắn hẳn là cũng không có biện pháp tốt. Bôn tẩu hơn 10 dặm, giang giật cùng thiên phượng đại đế tìm được cái kia chết thông đạo, lối đi này chỉ có vài dặm, bên trong ngược lại là không có hỗn độn trùng. Hưu, thiên phượng đại đế chạy như điên, tiến vào thông đạo tận cùng bên trong nhất, giang giật thì ngăn ở cửa hang. Thiên phượng đại đế khoảng cách có ít bên trong, có thể ngăn trở hỏa chi nguyên nhiệt độ cao, chí ít sẽ không thụ thương. Hô hô, thiên phượng đại đế ở bên trong thở như châu, ngồi dưới đất khẽ động đều không muốn động, vừa rồi đoạn thời gian kia sợ là đời này hắn thống khổ nhất kinh lịch. Đây là nơi quái quỷ gì? Thiên phượng đại đế nghỉ ngơi một hồi lâu, thần thức quét ra ngoài, phát hiện cửa hang đều là lít nha lít nhít hỗn độn trùng, hắn âm thầm kêu khổ. Giống như cửu dương thiên đế cùng si hồng cũng không có cách nào, sợ là bọn hắn cũng phải chết ở cái này. Hắn là phong đế cấp, hồng mông thế giới cấp cao nhất tồn tại, vốn cho rằng thế giới này không có bất kỳ cái gì địa phương có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Coi như năm đó ác ma thâm uyên, hắn tiến vào sau như si hồng không xuất thủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm lui ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, đến nơi này thế mà không cách nào thoát đi ra ngoài. Giang giật giờ phút này cũng thúc thủ vô sách, cửu dương thiên đế cùng si hồng đồng dạng không có truyền âm ra, hiển nhiên cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có chờ đợi loại kia thôn thiên thú tiến hóa hoàn tất, nhìn xem phải chăng có thể khống chế hỗn độn trùng, lại nghĩ biện pháp rời đi. Thiên đế, ngươi không phải cảm ứng được phía dưới có thổ chi nguyên sao. Giang giật nhớ tới một sự kiện, cửu dương thiên đế tại hố trời phía trên đã từng nói, cảm ứng được phía dưới có thổ chi nguyên khí hơi thở, giờ phút này hắn cũng không có nhìn thấy thổ chi nguyên, nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ừm, cửu dương thiên đế truyền âm ra nói tại cái này phía dưới biển hoàn toàn chính xác có thổ chi nguyên mà lại hẳn là còn có hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, kim chi nguyên, thủy chi nguyên. bất quá xem tình huống ngươi là không cách nào hấp thu. a, à, giang giật rất là kinh ngạc cái này phía dưới biển lại có toàn bộ thiên địa bản nguyên cái này hỗn độn bí cảnh ngược lại là dạng gì tồn tại. ngươi đừng hỏi nữa. cửu dương thiên đế tựa hồ biết rõ giang giật suy nghĩ trong lòng khe khẽ thở dài nói, ta chưa bao giờ tới qua hỗn độn bí cảnh, cái này bí cảnh cũng không phải là một mực tồn tại, lịch đại thiên đế chỉ có hai vị tới qua nơi này. Nhưng, bọn hắn cũng không dám đi hải phía dưới, bởi vì đi một lần trong biển, liền sẽ kinh động phía dưới biển dựng dục kinh khủng tồn tại. Giống như những cái kia kinh khủng tồn tại xuất hiện, coi như hai vị kia thiên đế đều chỉ có thể rút đi. Hai vị thiên đế đều chỉ có thể rút đi. Giang giật nhìn qua phía trước kia phiến bình tĩnh trong nước tim đập nhanh động không ngừng, đã có thể trở thành thiên đế, chiến lực chắc chắn sẽ không so cửu dương thiên đế yếu quá nhiều, tuyệt đối vượt qua thanh đế. Thế giới này lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại, để thiên đế đều không cách nào đánh giết. Cái này hỗn độn bí cảnh bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì kinh thiên bí mật. Không mất đế đều phá giải không được, cái này hỗn độn bí cảnh sợ là toàn bộ hồng mông thế giới lớn nhất không hiểu chi bí đi. Giang giật tuyệt không muốn đi giải khai hỗn độn bí cảnh bên trong ẩn chứa đại bí mật, cũng không muốn tại cái này tu luyện, càng không muốn tại cái này bí cảnh bên trong cảm ngộ cái gì bản nguyên áo nghĩa. Hắn chỉ muốn phá giải cái này tình thế nguy hiểm bình an rời đi, trở lại thế giới bên ngoài bên trong đi. Cửu dương thiên đế ngược lại là đề nghị đi chung quanh một chút, chỉ cần không đi trong biển kinh động dưới biển kinh khủng tồn tại liền không sao. Giang giật cũng không dám đi, nếu không thiên phượng đại đế vạn nhất chịu không được đâu mà lại giống như bốn phía đi lại kinh động đến dưới biển kinh khủng tồn tại nữa nha. Sở dĩ giang giật chỉ có thể ở cái này trước hao tổn, chờ đợi tiểu thú tỉnh lại. Cũng may cái sơn động này rất nhỏ, có thể công kích hỗn độn trùng không nhiều, giang giật tiêu hao băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên không nhiều, nhẹ nhóm có thể duy trì 10 ngày 8 ngày. Cứ như vậy, thiên phượng đại đế ở bên trong đợi, giang giật tại cửa sơn động chịu lấy, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, tiểu thú nhưng vẫn không có tỉnh lại. Ba ngày sau giang giật đều có chút chết lặng, phía ngoài hỗn độn trùng thi thể trồng chất như núi, nhưng trong nước hỗn độn trùng vẫn là liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra, cũng không biết cái này trong biển có bao nhiêu hỗn độn trùng. Sau 5 ngày, Giang giật thần thức quét vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, tiểu thú vẫn không có tỉnh lại, Giang giật nhìn một chút bên trong hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên âm thầm kêu khổ. Tại ác ma thâm nguyên bên trong hấp thu hỏa chi nguyên đã còn lại không đến một nửa, băng chi nguyên cũng kém không nhiều, như tiểu thú tại 3 năm ngày bên trong còn không có tỉnh lại, hắn cùng thiên phượng đại đế nguy rồi. Ừ, ngày thứ 6, hỏa long kiếm bên trong đột nhiên truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, cửu dương thiên đế truyền âm ra, có người, có người đi vào rồi, hừ hừ. Là linh tiên tộc phong đế cấp, linh tiên tộc phong đế cấp linh dương thượng nhân, giang giật trong mắt lập tức sát khí nghiêm nghị, linh dương thượng nhân thế mà ra hỗn độn bí cảnh bên trong vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt ra. Không ổn, cửu dương thiên đế lần nữa truyền âm ra nói, linh tiên tộc người đi trong biển, hắn có thể muốn dẫn động dưới biển kinh khủng tồn tại, tiểu tử đi mau, đường cũ trở về, mau trốn. Phượng tự, mau ra đây, Cửu Dương Thiên Đế giang giật không trần chờ chút nào, hắn quát khẽ một tiếng, hỏa chi nguyên cùng băng chi nguyên đột nhiên hướng phía trước đánh ra, đem phía trước thanh lý ra một con đường. Thiên Phượng Đại Đế hóa thành một đạo tàn ảnh băng băng mà tới, kinh nghi mà hỏi công tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngao, nơi xa trong biển hỗn độn đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nộ hống, tiếp lấy cả tòa trong biển rộng bột nhão đều phun trào, một cố cuồng bạo khí tức theo trong biển truyền ra, khí tức kia lại so thanh đế còn phải mạnh hơn một tia, để giang giật vì đó ngạt thở. Hưu, trong biển một đạo hắc ảnh hướng bên này lướt sóng mà đến, giang giật ánh mắt quét qua trong con người đều là tức giận. Đạo hắc ảnh kia thân thể hơi có vẻ đơn bạc, một tấm sơn dương mặt phi thường có đặc sắc, không phải linh dương thượng nhân là ai. Hắc hắc, giang giật, không có ý tứ, có thể muốn liên lụy ngươi. Linh dương thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cái kỳ dị cửu giác ngọc phù, hướng phía trước đột nhiên ném mạnh mà đi. Ngọc phù nổ tung, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái cửa nhỏ, Linh Dương Sơn người chui vào cửa nhỏ đột nhiên biến mất không thấy. Chương 1991, đem lão già này lưu tại hố trời. Lúc không chi môn, Hỏa Long kiếm bên trong truyền ra một đạo có chút giận dữ thanh âm, loại này thần trận kỳ thật rất nhiều siêu cấp gia tộc đều hiểu, bất quá muốn tạo ra suốt trận tâm thạch vô cùng phiền phức, cần vật liệu cũng phi thường chân quý. Loại này thần trận cùng đao ra thần độn phù không sai biệt lắm nguyên lý, bất quá loại này lúc không chi môn thần trận càng thêm cường đại nếu không tại như thế vững chắc không gian cũng không thể chế tạo ra một cái truyền tống môn tới không gì hơn cái này vững chắc không gian chắc hẳn loại này thần trận cũng truyền tống không được quá xa a à. đây là một lần âm mưu thậm chí hố trời tồn tại đều có thể là một lần âm mưu cửu dương thiên đế rất ít nổi giận lần này lại là thật nổi giận giờ phút này hắn đều có chút hối hận năm đó không có đem tam tộc triệt để hủy diệt hắn hồn lực không nhiều như giang giật chết rồi hắn liền không còn có hy vọng bồi dưỡng ra một cái truyền nhân ra nhân tộc sẽ hủy diệt những người này vẫn còn nghĩ đến trăm phương ngàn kế lừa giết giang giật giang giật cũng không phải một người mà là đại biểu cho nhân tộc hy vọng đại biểu cho hắn hơn một vạn năm chờ mong cùng chờ si hồng đi ngăn lại con quái thú kia tiểu tử ngươi mau trốn cửu dương thiên đế trầm hống một tiếng hỏa long kiếm bên trong từng đoàn từng đoàn hỏa diễm bay ra ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long si hồng im ắng gào thét mà đi bắn thẳng đến trên biển lớn, giang giật thì mang theo thiên phượng đại đế cũng không quay đầu lại hướng đường cũ chạy như điên, băng chi nguyên hỏa chi nguyên giao thế xuất hiện, đem vào tới hỗn độn trùng từng mảnh từng mảnh trọng thương. May mà, giang giật khoảng cách ban đầu thông đạo cũng không phải là rất xa, chỉ có mấy chục dặm. Nơi này trọng lực mặc dù kinh khủng, giang giật vận chuyển huyền hoàng chi lực tốc độ vẫn là khả quan, chỉ là mấy hơi thời gian giang giật liền đã đến cửa hang. Ngao,